Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 86, Đe Dọa Đêm thu lạnh lẽo Trong nhà bếp, ánh đèn yếu ớt như một ngọn lửa nhỏ sắp bị nhấn chìm bởi bóng đêm mênh mông. Cô gái đứng trước cửa, váy áo màu vàng nhạt phấp phới trong gió, hoa cải bên tóc tươi tắn như vừa hái, nhìn người trước mặt và từ từ mở miệng nửa đêm đột nhập vào nhà dân mà không thèm che mặt thật là gan to tài trời nàng dừng lại một chút nhìn đôi mắt tròn trịa vì sợ hãi của đối phương tiếp tục nói nếu không phải là người quen tôi còn tưởng rằng có kẻ trộm vào nhà thiếu niên ngồi dưới đất đoạn tiểu yến nuốt một ngụm nước bọt lòng giả càng thêm bất an lục đại phu còn chưa kịp nghĩ ra lý do thích hợp để lừa gạt người trước mặt đã nghe nàng hỏi thẳng thừng theo dõi tôi cả ngày không biết đoạn công tử có chuyện gì quan trọng sắc mặt đoạn tiểu yến thay đổi nhìn chằm chằm vào lục đồng nàng làm sao biết được sáng sớm nay khi phi vân ưng ra ngoài đoạn tiểu yến vì chuyện xác chết trên núi vọng xuân mà lòng không yên hôm nay không phải ngày trực hắn ra ngoài dự định dạo chơi thư giãn khi đi qua phủ phạm gia hắn nghĩ đến cái túi thơm đã mất liền dừng bước dừng lại thì gặp Lục Đồng đang nói chuyện với một người đàn ông ở cửa phủ phạm. Người đó không ai khác chính là Kỳ Xuyên, một tay chân đắc lực của Phạm Chính Liêm. Danh là Tâm Phúc, nhưng thực ra làm việc không hơn gì một nô bộc, chỉ là một tiểu lục sự vô danh. Lục Đồng nói chuyện với Kỳ Xuyên ở cửa phủ phạm. Nếu là trước đây, đoạn tiểu yến sẽ không để ý. Nhưng sau chuyện túi thơm và lời cảnh báo của Phi Vân ưng, Hắn nhìn hành động của Lục Đồng đều thấy có ẩn ý sâu xa, liền quyết định theo dõi. Lục Đồng và Ngân Tranh xem kịch, hắn tròn mắt nhìn. Lục Đồng và Ngân Tranh xem xiếc, hắn chăm chú theo dõi. Lục Đồng và Ngân Tranh mồi xem bóng rối, hắn càng nhìn kỹ mọi người xung quanh. Lục Đồng và Ngân Tranh ăn uống, hắn thèm thuồng theo dõi từ xa. Cuối cùng, Lục Đồng và Ngân Tranh đến cửa hàng trang sức cả ngày trôi qua đoạn tiểu yến cảm thấy mắt mình sắp rơi ra mà lục đồng không có hành động gì đáng nghi cứ như nàng chỉ đơn giản là đi dạo phố đoạn tiểu yến tự cho rằng mình làm rất kín đáo theo đến khi lục đồng về y quán khi thấy nàng vào nhà bếp và để mắt đến một chiếc bình đen sự tò mò của hắn bùng lên liền lẻn vào khi nàng rời đi đang suy nghĩ một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình đoạn tiểu yến nhìn lên lục đồng Người đã phát hiện từ trước. Lục đồng không trả lời. Sống trên núi Lạc Mai, cô gái 10 tuổi đối diện với nỗi sợ hãi của thiên nhiên và con người. Nàng mang theo bột độc và kéo, luôn sẵn sàng đối phó với nguy hiểm bất ngờ. Có lẽ người sống trong sợ hãi lâu ngày sẽ có trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Hay có lẽ kỹ thuật theo dõi của đoạn tiểu yến còn quá non nớt, ánh mắt quá nóng bỏng khiến nàng không thể không chú ý. Ngay từ đầu, Nàng đã phát hiện ra ánh mắt theo dõi. Lục Đồng nhìn vết thương trên cánh tay đoạn Tiểu Yến, máu tươi chảy ròng ròng, hai dấu răng sắc bén rõ ràng trong vết thương, là vết cắn của rắn. Nàng phát hiện có người theo dõi, ánh mắt kia không rời nàng một giây. Người đó không hành động, như đang chờ đợi. Khi đối phương không động, nàng đổi ý. Lục Đồng cúi người, trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, nhặt lên con rắn mềm nhũn trên đất con rắn đã chết, xác đen quấn quanh tay áo vàng nhạt, như một đoạn dây chết bám vào hoa tươi. Đoạn Tiểu Yến cảm thấy vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đau. Lục Đồng đưa ngón tay vuốt ve đầu rắn, nhẹ nhàng nói: "Đây là thất bộ tán, ta tìm rất lâu mới có được, sáng nay mới bỏ vào, không ngờ Đoạn công tử lại tìm thấy." Nàng nhìn vết thương trên cánh tay thiếu niên, vẻ mặt lặng lẽ. Đoạn Tiểu Yến sợ hãi hỏi: thất bộ tán là gì đoạn công tử không biết sao thất bộ tán là loài rắn cực độc người bị nó cắn trúng trong vòng bảy bước sẽ mất mạng lời nói khiến không gian trở nên im lặng một lúc sau đoạn tiểu yến mặt trắng bệch lắp bắp nói nói đùa chứ lục đại phu đừng dọa ta lục đồng cười khúc khít đoạn công tử sao lại sợ hãi như vậy trên đời làm gì có con rắn giết người trong bảy bước đoạn tiểu yến thở phào cố nở nụ cười nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của nàng một canh giờ hắn ngơ ngác cái gì lục đồng nhìn hắn nụ cười dần phai nhạt giọng nói bình tĩnh bị cắn đến khi phát độc một canh giờ nàng nói trong một canh giờ không có thuốc giải đoạn công tử diêm vương cũng không cứu được gió đêm lạnh buốt dưới ánh đèn bóng đen của con chó hòa vào đêm tối Phi Vân ưng trở về phủ soái vào lúc gần giờ hợi. Các lọ hoa trong phủ đều được cắm đầy hoa quế mới cắt, mùi thơm ngào ngạt khắp nơi. Mai là rằm tháng 8, phủ soái cho nghỉ một ngày, nhiều cấm vệ đã rời đi. Sáng nay Phi Vân ưng vào cung, việc xác chết trên núi Vọng Xuân không lớn nhưng trong vụ án tham nhũng của bộ lễ, có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Quan hệ giữa Tam Nha rất tế nhỉ, viện thái giám tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này nhưng may mắn là hoàng đế hiện không dành để ý đến cấm vệ, chuyện này tạm thời được bỏ qua. Phi Vân ưng ngồi xuống, rót một tách trà. Nước trà ấm áp, hắn uống vài ngủm, không nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc, liền hỏi thị vệ Thanh Phong. Đoạn Tiểu Yến không có ở đây. Thanh Phong đáp, bẩm chủ tử, đoạn Tiểu Yến sáng sớm đã ra ngoài, nói là đi dạo phố. Phi Vân ưng uống trà dừng lại. Một lát sau, hắn hỏi, đi từ khi nào? Gần giờ tỷ. Phi Vân ưng nhíu mày. Đoạn tiểu yến ra ngoài giờ tỷ, giờ đã gần giờ hơi. Suốt sáu canh giờ, mai là dằm tháng tám, phải trở về điểm danh, mà giờ vẫn không thấy đâu. Thanh Phong thấy vậy, hỏi, chủ tử có cảm thấy gì không ổn? Phi Vân ưng suy nghĩ một lát, hỏi, trước khi đi hắn có nói gì không? Thanh Phong lắc đầu, không, chỉ thấy tâm trạng không tốt, có lẽ vì chuyện xác chết trên núi vọng xuân. Núi vọng xuân, không biết nghĩ đến gì, mắt Phi Vân ưng trầm xuống. Bên ngoài đêm đen như mực, gió thổi xào sạc lá ngô đồng. Hắn đứng phát dậy, cầm lấy con dao bạc trên bàn, bước nhanh ra cửa. Đêm càng khuya, trong vườn vài con dế kêu râm ran, đèn lồng treo dưới mái hiên đã tắt, chỉ còn trùng gió bạc xoay nhẹ trong gió ánh đèn chập chờn trong gió như sắp tắt bóng đổ trên khuôn mặt người ngồi trước bàn làm nổi bật những đường nét mềm mại thiếu niên ngồi bất động dưới đất nhìn chằm chằm vào người trước bàn nàng không thấy có gì bất thường sau khi báo tin về việc hắn trúng độc nàng ngồi xuống trước bàn cẩn thận lấy thuốc phơi khô làm công việc hàng ngày như không có chuyện gì không hề quan tâm đến sự sống chết của hắn đoạn tiểu yến nghiến răng giọng đầy đe dọa lục đại phu ta là người của cấm vệ người mưu hại cấm vệ của hoàng đế không sợ mất mạng sao mưu hại cấm vệ nàng như nghe được điều gì buồn cười cười khẽ ánh mắt chê giễu đoạn công tử nửa đêm đột nhập nhà dân nghi ngờ trộm cắp không may bị rắn độc ta dùng làm thuốc dẫn cắn phai nơi này là nhà ngươi tự tiện vào lọ thuốc ngươi tự ý mở trộm cắp mà gặp nạn ai cũng nói là báo ứng sao lại trách ta sao lại gọi là mưu hài ánh mắt nàng bình tĩnh giọng nói mang theo chốt châm biếm các người của cấm vệ đều vô lý như vậy sao đoạn tiểu yến cứng họng thực ra nàng nói không sai là hắn theo dõi lục đồng lèn vào y quán thấy nàng dừng lại trước bàn lâu mà tò mò mở lọ thuốc nhưng đây là lọ thuốc độc tại sao nàng lại dừng lâu như vậy nhìn kỹ như vậy chẳng phải cố tình dụ hắn sao như nghĩ ra được gì, đoạn tiểu yến run lên. Hắn nhìn lục đồng, không tin nổi. Người cố tình dụ ta mở lọ thuốc. Nếu không phải nàng cố tình dừng lại và che giấu, hắn đã không mở lọ. Nàng chính là cố tình dụ hắn vào bẫy. Lục đồng cười nhạt, đoạn công tử lại muốn đổ oan cho người khác sao? Thiếu niên phẫn nộ, cười lạnh. Y quán chữa bệnh cứu người, sao lại chứa độc dược? Dù người không cố tình dụ ta, cũng là có ý đồ sống. Đợi đến ngày dùng rắn độc cắn người. Loại độc vật nguy hiểm này lại đặt tùy tiện trong lọ, không có lời cảnh báo, thật là kỳ quái. Lục đồng giã thuốc chậm lại, nhìn lọ gỗ khẽ thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Rắn là thuốc dẫn, rất quý hiếm, còn thất bộ tán đó ta mua về làm thuốc dẫn, rất quý, chỉ tiền mua đã tốn hai lượng bạc. Ta tìm lâu lắm mới được một con, lại bị ngươi làm chết phí mất một tháng tiền lương. Đoạn tiểu yến nghe vậy, suýt phun máu. Hắn đang nguy kịch, nàng chỉ quan tâm đến hai lượng bạc, chẳng lẽ không coi mạng người ra gì. Lục đồng nhìn hắn một lúc, ánh mắt dừng lại trên vết thương, giọng điềm đạm. Đoạn công tử đừng giận, thất bộ tán không phải trong bảy bước là chết, nhưng rất kỵ khi máu dâng cao. Người mỗi lần kích động, mỗi lần bước đi, độc sẽ lan nhanh hơn, nên đừng cử động đoạn tiểu yến cứng đờ hắn không dám cử động vì sợ độc phát nếu không đã khống chế lục đồng và buộc nàng đưa thuốc dài thiếu niên nhìn người trước mặt lục đồng ngồi trước bàn một tay giữ lọ thuốc một tay giã thuốc váy nhạt màu dưới ánh đèn như một bông hoa chớm nở dùng nhan xinh đẹp tóc mây vấn cao lời của phi vân ưng lại vang lên nàng là kẻ điên nên tránh xa nàng ra nếu không có chuyện gì xảy ra ta cũng không cứu được ngươi. Nàng thật sự là kẻ điên sao? Nếu có người nói vậy trước đây, Đoạn Tiểu Yến sẽ cười nhạo, không tin nàng có ý đồ xấu, không tin nàng sẽ giết người. Nhưng bây giờ hắn không chắc chắn nữa. Lục Đồng từ chối đưa thuốc giải, như thể muốn hắn chết. Hắn hối hận, không nghe lời Phi Vân Ưng, không tránh xa Lục Đồng, không cẩn thận theo dõi nàng. Đoạn Tiểu Yến hít một hơi, quyết định đổi cách hắn nói lục đại phu ta và ngươi không có thù oán sao lại muốn đến bước sống chết hôm nay ta sai ngươi đưa thuốc giải chúng ta bàn chuyện nói rồi hắn nhìn quanh hôm nay vội ra ngoài không mang tín hiệu phi vân ưng có lẽ đã về phủ không biết có tìm ra hắn bị bắt đang nghĩ nghe lục đồng nói ngươi đang đợi ai đợi đại nhân của ngươi sao đoạn tiểu yến ngạc nhiên lục đồng ngừng tay đôi mắt sáng nhìn hắn như nhìn thấu tâm can hắn đoạn công tử chúng ta đánh cược đi đánh cược gì đánh xem đại nhân của ngươi có tìm được ngươi không đoạn tiểu yến sững sờ cái gì lục đồng xoa xoa cổ tay mỏi từ lúc bị cắn đến giờ đã qua nửa canh giờ ngươi còn nửa canh giờ nửa canh giờ nếu đại nhân của ngươi tìm được ngươi có lẽ ngươi còn sống đoạn công tử dám cược không đoạn tiểu yến run rẩy nàng nói câu đó với giọng điềm tĩnh, môi còn mỉm cười, hắn bỗng thấy mình như con cừu non vô lực chờ chết, còn nàng là kẻ đồ tể nắm quyền sinh sát, cười nhạo nhìn con mồi vùng vẫy. Một đốm lửa rơi xuống bàn, trong sân lạnh lẽo, tiếng côn trùng giả dích. Trong sự im lặng chết chóc ấy, bỗng có tiếng người. Vậy có lẽ người thua cược rồi. Lục đồng ngẩng lên. Từ xa, một bóng người vén rèm bước vào, dưới ánh trăng, khuôn mặt trẻ trung càng thêm rõ nét, gần lại, thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Hắn đứng trước cửa bếp, áo đỏ thiêu hoa quý phái, dao bạc bên hông lóe sáng. Phi Vân ưng liếc nhìn đoạn tiểu yến, cười. Lục đại phu, hắn nhìn lục đồng, ta nghĩ, trước khi giữ người của ta, ít nhất cũng phải báo cho ta một tiếng. mươi 87, Đồng sinh Cộng Tử. Gió lùa qua khe cửa sổ, bóng người trên mặt đất lay động nhẹ nhàng. Nếu nói đêm qua là cuộc thử thách ngầm, thì hôm nay chính là cuộc đối đầu gay gắt. Lục đồng nhìn người trước mặt, thầm nghĩ, vị chỉ huy sứ của cấm vệ quân này đến nhanh hơn nàng tường. Trong mắt đoạn tiểu yến hiện lên sự vui mừng, hô lên, đại nhân. Phù vân ảnh liếc mắt nhìn hắn, sao ngươi lại ngồi dưới đất. Thiếu niên mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ta bị rắn độc cắn, còn nửa canh giờ nữa phát độc, không dám cử động mạnh nghe vậy, phù vân ảnh nhớ mày, ánh mắt hướng về phía cô gái đang dã thuốc trong phòng. lục đại phu, ý nàng là gì? lục đồng vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn khi thấy thêm người xuất hiện đối diện với đoạn tiểu yến nằm dưới đất, thậm chí có vẻ thở ơ. phù đại nhân, người của ngài nửa đêm lẻn vào y quán, tự tiện vào bếp tìm kiếm, bị rắn độc ta tìm về làm thuốc dẫn cắn phải, trúng độc. việc này cũng phải trách ta sao? nàng châm biếm trong sách luật lương triều mà ta thuộc lòng không có điều luật này phù vân ảnh nhìn đoạn tiểu yến dưới đất đoạn tiểu yến cúi đầu không dám nói gì im lặng một lúc phù vân ảnh lui về sau vài bước khoanh tay dựa vào cửa cười nói vậy lục đại phu muốn thế nào trực tiếp quả quyết người này không nói lời thừa lục đồng dừng tay đặt cây chảy xuống ta không muốn thế nào cả độc này không có thuốc giải dù có, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể làm ra thuốc dài. Sắc mặt Đoạn Tiểu Yến trắng bệch. Nàng lại nhìn Phù Vân Ảnh, ánh mắt có chút châm biếm, chỉ là một tên hại nhân, chết thì chết, chỉ huy sứ có cần làm lớn chuyện không? Đoạn Tiểu Yến chán giật giật. Chỉ là một tên hại nhân, chết thì chết. Cái gì mà đại phu lại có thể nói ra lời lạnh lùng như vậy? Hắn trước đây còn nghĩ Lục Đồng là nữ Bồ Tát ngày mai nhất định phải đến miếu xin lỗi Bồ Tát. Phòng lặng ngắt, chỉ có gió đêm thổi lay động ngọn lửa, ánh đèn phản chiếu bóng người. Chuông gió treo dưới mái hiên kêu len keng trong gió. Phù vân ảnh nhìn nàng, đột nhiên cười. Hắn nói, xích tiễn. Vừa dứt lời, cửa phòng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông dáng vẻ thị vệ. Trước mặt người này là một cô gái trẻ bị trói tay ra sau, nhìn lục đồng với ánh mắt kinh hãi sắc mặt lục đồng thay đổi nàng rõ ràng đã bảo ngân tranh trốn bên ngoài y quán người trẻ tuổi thở dài kéo ghế ngồi đối diện lục đồng nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn hắn nói lục đại phu quan tâm đến tỷ nữ của mình đáng tiếc tỷ nữ quá trung thành lo lắng cho ngươi nên quay lại hắn hứng thú nhìn lục đồng bây giờ lục đại phu còn nói chỉ là hạ nhân chết thì chết không ánh mắt lục đồng trầm xuống ở Thịnh Kinh, nhiều người gọi nàng là Lục Đại phu. Đỗ Trường Khanh gọi với sự tùy tiện, A Thành gọi với sự tôn kính, hồ viên ngoại và hàng xóm gọi với sự tôn trọng. Đó là sự kính trọng dành cho một đại phu thực sự. Nhưng không ai gọi như Phù Vân Ảnh, với giọng điệu châm biếm. Đôi mắt đen cười cợt, giọng điệu nhẹ nhàng, tư thế lười biếng, như đang tuyên bố rõ ràng rằng hắn đã thấy rõ, nàng không phải là đại phu nhân đức. Cửa vang lên giọng hối hận của Ngân Tranh, "Xin lỗi, cô nương, ta." Lục Đồng nhìn thẳng Phù Vân Ảnh, "Ngài muốn làm gì?" Chưa kịp Phù Vân Ảnh trả lời, Đoạn Tiểu Yến đã lên tiếng, "Còn có thể làm gì? Lục đại phu, ngươi đưa thuốc giải cho ta, đại nhân sẽ thả tỷ nữ của ngươi, mọi người đều vui vẻ, hai bên đều có lợi, sau này nước sông không phạm nước giếng." Nghe qua, đây thực sự là một giao dịch tốt, một người đổi một người rất công bằng. Lục Đồng im lặng, ngẩng đầu, nếu ta nói, không có thuốc giải thì sao? Đoạn Tiểu Yến ngạc nhiên. Không có thuốc giải, làm sao có thể? Hắn bản năng nghĩ đây là vô lý, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đồng, hắn lại không chắc chắn, trở nên lo lắng. "Lục đại phu, ngươi, ngươi đừng nói đùa. Từ khi Phù Vân Ảnh xuất hiện, hắn đã hoàn toàn yên tâm, nghĩ rằng Lục Đồng chỉ đang dọa mình." Nàng không thể để hắn chết được. Nàng giết hắn thì được gì? Ngân Tranh lại lo lắng nói, "Cô nương, đừng lo cho ta, đừng để ta trở thành gánh nặng của ngươi. Trước đây có người nói mệnh ta mỏng, không sống qua 19 tuổi, chết trước đổi một mạng của cấm vệ, cũng đáng." Đoạn Tiểu Yến hoảng hốt, "Không đáng, không đáng, ta không đáng." "Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ lại. Có gì không đáng? Sống một đời, chết thì chôn." cô nương, kiếp sau chúng ta lại làm chị em. Câu nói chen ngang làm không khí căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn, trong khi đó, lục đồng mở miệng. Nàng nói, hôm nay đoạn công tử chết ở đây, phủ đại nhân báo thù, giết tỷ nữ của ta. Ngày mai cũng không buông tha cho ta, cũng không buông tha y quán. Dù sao ngài là cấm vệ của hoàng đế, địa vị cao quý, muốn đối phó với chúng ta dễ như trở bàn tay dù sao cũng không thoát chết nàng ngẩng đầu bình thản nhìn hắn vậy hôm nay chúng ta đều không ra khỏi cửa này cùng chết đi nghe vậy không chỉ đoạn tiểu yến ngay cả xích tiễn ở cửa cũng giật mình dám nói đồng quy vô tận cô ta nghĩ gì vậy lục đồng hơi ngẩng đầu bình tĩnh nói trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người y quán hành y chế dược nơi nơi đều là dược dẫn độc vật đến thì dễ đi chưa chắc dễ ai lỡ đụng chúng cái gì mà độc phát, cũng là chuyện thường. Nàng nhìn phù vân ảnh, phải không, phù đại nhân? Không ai lên tiếng. Đêm thu lặng lẽ, ánh đèn lay động, trong phòng ánh sáng vàng nhạt bao phủ mọi người. Phù vân ảnh nhìn nàng, đột nhiên cười khẽ. Người muốn cùng ta chết. Hắn cười, không được, sống cùng chăn, chết cùng mù, chuyện chết cùng chỉ có thể làm với thê tử của ta câu nói nhẹ nhàng nhưng hắn nghiêm túc mỉm cười như một khách phong lưu dưới ánh đèn không phải là một chỉ huy sứ hiểm ác lục đồng im lặng một lúc hỏi ngài đã có thê tử rồi phù vân ảnh hơi sững sờ đoạn tiểu yến cũng ngạc nhiên câu hỏi này có ý nghĩa gì tại sao lục đồng đột nhiên hỏi về việc này chẳng lẽ nàng muốn dùng danh phận thê tử của phù vân ảnh để đổi lấy thuốc giải cho hắn một lúc im lặng phù vân ảnh nói chưa có. Lục đồng gật đầu, vậy tốt, hôm nay ngài chết rồi, cũng không cần lo lắng chuyện thê tử, trong phù còn tiết kiệm được một khoản lễ hỏi. Nàng nói với giọng điệu quá bình thản, làm cho mọi người trong phòng không phân biệt được nàng đang nói đùa hay nói thật. Gió ngoài cửa sổ xào sạc, phù vân ảnh lặng lẽ nhìn nàng, đột nhiên thở dài. Cảm ơn nàng đã nghĩ chu đáo, nhưng chưa đến mức nói về sống chết. Lục đại phu, chi bằng nói chuyện một cách đàng hoàng. Đúng đúng đúng, đoạn tiểu yến nhìn cái đồng hồ cắt trên bàn, đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Im lặng một lúc, lục đồng hỏi, ngài muốn nói gì? Ánh đèn nhạt nhòa, ánh sáng vàng nhạt bao phủ người đối diện, trên cổ tay hắn, sợi chỉ bạc theo hình chim ưng tỏa sáng lạnh lẽo, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Người trẻ tuổi với nụ cười lôi cuốn, nhưng lời nói lại sắc bén và lạnh lùng. Đêm qua phát hiện xác chết ở Vọng Xuân Sơn, là chủ tiệm mì Lưu thị ở Thịnh Kinh. Trùng hợp thay, con trai út của Lưu Khôn vừa tham gia kỳ thi năm nay, lại bị liên quan đến vụ án gian lận, bị bắt giam chờ xét xử. Lục đại phu, hắn hỏi Lục Đồng, nàng có quen biết Lưu Khôn không? Không quen, nhưng trước đó, nàng đã từng đến tiệm mì Lưu ký ăn mì. Hắn cười, không nhớ sao? Lục Đồng trong lòng khẽ động, người này hành động nhanh thật nàng đã tiếp xúc với nhà họ lưu nhà họ phạm và cả kỳ xuyên đều không làm một cách quá rõ ràng để tránh bị phát hiện nhưng phù vân ảnh vẫn tìm ra hắn rõ ràng là người của cấm vệ quân nhưng lại có thủ đoạn vượt qua cả người của hoàng cung nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phù vân ảnh đôi mắt ẩn chứa sự chế giễu phù đại nhân nàng từng chữ từng chữ nói các ngài của cấm vệ quân đều điều tra vụ án kỹ lưỡng như vậy sao? Nếu đã điều tra ta kỹ càng như vậy, mà không ra tay, hiện tại vụ án gian lận cũng đã kết thúc, các quan chức của lễ bộ đều đã bị bắt. Muốn mượn tay ta giết người, vậy không phải ngài nên, cảm ơn ta sao? Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng lạnh lẽo. Ánh đèn lay động, ánh sáng phản chiếu những tia sáng nhỏ, một tia sáng bị gió thổi bay xuống, lấp lánh rồi tan biến trong gió đêm không ai trong phòng lên tiếng mọi người đều im lặng phù vân ảnh ngồi đối diện lục đồng đôi mắt đen sáng lấp lánh nụ cười dần tắt trong chốc lát sát khí bao trùm hắn từ từ nghiêng người nhìn thẳng vào mắt lục đồng lục đại phu nàng làm việc cho ai nàng không động đẩy khẽ cười đầy thách thức đối diện ánh mắt của hắn thốt ra hai chữ ngài đoán mắt phù vân ảnh khẽ động nhìn chằm chằm vào người trước mặt ngọn đèn cháy đến gốc càng trở nên yếu ớt dưới ánh đèn mờ ảo ánh mắt nàng trong suốt yếu đuối như sương mù buổi sáng mùa thu chỉ cần gió thổi nắng chiếu sẽ tan biến thành khói hôm qua gặp nàng sắc mặt nàng nhợt nhạt yếu ớt hôm nay lại như bôi một lớp phấn nhẹ đôi mồi đỏ như hoa mai khiến nàng thêm phần tươi tắn nhưng cũng ẩn chứa sự lạnh lùng một cô gái tâm cơ sâu sắc thủ đoạn tàn nhẫn bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong đầy mưu mô lại là nữ bồ tát được người đời tôn kính hắn cười khẩy nụ cười châm chọc hắn nói lục đại phu đó là sự tự tin của nàng sao nếu đại nhân muốn thử trong phòng im lặng một lúc đoạn tiểu yến không tin nổi nhìn nữ tử trước mặt lẩm bẩm người điên rồi dám uy hiếp đại nhân như vậy uy hiếp một cách rõ ràng không hề che giấu nàng không sợ sau này gặp rắc rối lục đồng cúi đầu cười thản nhiên nói đúng vậy ta là một kẻ điên vì vậy đừng tùy tiện gây sự với ta nàng nhìn phù vân ảnh giọng nói nhẹ nhàng hơn nữa các ngài không phải đã được lợi rồi sao đôi mắt phù vân ảnh hơi co lại phù đại nhân lục đồng chậm rãi nói ngài điều tra vụ án của ngài ta hành ý cứu người chúng ta không liên quan gì đến nhau không liên quan gì đến nhau hắn gật đầu nhìn nàng đầy suy nghĩ hóa ra hôm nay lục đại phu muốn nói chính là câu này lục đồng bình tĩnh nhìn hắn đêm đã khuya ngoài sân không còn tiếng dế kêu ánh đèn vàng nhạt phản chiếu hai người ánh mắt giao nhau như đêm thịnh kinh đầy sóng ngầm một lát sau hắn ngả người ra sau khẽ nhếch môi ta sẽ cân nhắc hắn nói là cân nhắc lòng lục đồng trầm xuống chưa kịp nói phù vân ảnh đã quay đầu ra lệnh cho người hầu thả người người hầu tên xích tiễn thả lỏng tay ngân tranh vội chạy đến trước mặt lục đồng lo lắng nhìn mọi người trong phòng đoạn tiểu yến sững sờ một lúc rồi bừng tỉnh lo lắng kêu lên đại nhân sao ngài lại thả cô ta ta còn chưa có thuốc dài phù vân ảnh liếc nhìn hắn ngu ngốc đó chỉ là một con rắn nước rắn nước đoạn tiểu yến nhìn xác rắn trên bàn ngơ ngác một lúc không phải là thất bộ tán sao lục đồng nhìn vết thương của đoạn tiểu yến khẽ cười nàng nói thất bộ tán là rắn độc y quán hành y cứu người làm sao có thể giấu độc vật hơn nữa đoạn công tử là cấm vệ của hoàng đế mưu hại cấm vệ trừ khi không muốn sống nữa nàng trả lại những lời đoạn tiểu yến đã nói cuối cùng nhìn hắn với vẻ chân thành vừa rồi ta chỉ đùa với đoạn công tử, công tử sẽ không coi là thật chứ. Đoạn tiểu yến, hóa ra là giả, nhưng giọng điệu và biểu cảm của nàng vừa rồi, hoàn toàn không giống đang đùa. Phù vân ảnh cười khẽ, đứng dậy. Hắn nói, đêm nay làm phiền lục đại phu rồi, ngày khác ta sẽ để đoạn tiểu yến đến xin lỗi nàng. Rồi liếc nhìn đoạn tiểu yến, còn không đứng lên. Đoạn tiểu yến ngẩn ra một lúc, rồi đứng lên, xoa xoa cánh tay bị thương, theo sau, khi đi còn lẩm bẩm vẻ ấm ức. Vừa ra khỏi y quán, bỗng nghe tiếng gọi phía sau, "Khoan đã." Phù Vân ảnh dừng bước, quay lại, thấy Lục Đồng cầm đèn lồng từ trong quán đi ra. Nàng tay cầm sắc rắn mềm mại bước ra cửa, lắc lắc trước mặt Đoạn Tiểu Yến, Đoạn Tiểu Yến vẫn chưa hết sợ, lùi một bước. Lục Đồng nói, "Đoạn công tử, mặc dù không phải là thất bộ tán, nhưng con rắn nước này cũng đáng giá hai lượng bạc. Người đã giết nó, nên bồi thường. Đoạn tiểu yến. Hắn bị cắn, bị dọa sợ, cuối cùng còn phải bồi thường tiền. Tại sao trước đây không phát hiện y quán này có khả năng làm chuyện đen tối? Tuy nhiên, lục đồng đứng trước mặt hắn, sau sự việc đêm nay, khi nhìn nữ bồ tát này, đoạn tiểu yến lại cảm thấy sợ hãi, vì vậy đành ngoan ngoãn móc tiền từ túi ra, đưa cho lục đồng. Lục Đồng nhận lấy tiền, đưa sắc rắn cho đoạn tiểu yến. Đoạn tiểu yến không dám nhận, nàng treo sắc rắn lên cánh tay của phù vân ảnh, nói, rắn trả lại cho các ngươi. Nói xong, không nói thêm lời nào, trước mặt họ đóng sầm cửa y quán lại. Đường phố yên tĩnh, bóng cây trên đường trong ánh đèn lồng đung đưa, tạo thành những bóng dâm loang lồ. Người trẻ tuổi nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, ánh mắt u ám. Lâu sau, Đoạn Tiểu Yến nuốt nước bọt, rụt rè hỏi, "Ca, nàng thật kiêu ngạo." Rõ ràng chỉ là một đại phu y quán, nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng đêm nay lại kiên cường không thua kém ai, nhìn dáng vẻ nàng ta thực đáng sợ. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Phù Vân Ảnh quét qua, hắn vội vàng ho khan một tiếng, "Ta biết, ta sai rồi, đừng lo, ta sẽ tự phạt." Nhưng hắn tiến lại gần Phù Vân Ảnh, nói nhỏ: ngài đã điều tra nàng ấy lâu như vậy mà không có kết quả, vừa rồi thăm dò, nàng ấy dường như thừa nhận có người đứng sau ủng hộ nàng. Phù Vân Ảnh đã bảo Mộc Liên điều tra về lục đồng, nhưng hồ sơ xác minh thân phận của nàng ta là giả, người lưu dân từ Kinh Thành thường đến cây cầu Đông Môn để làm giấy tờ giả. Giấy tờ giả thô thiền như vậy, chỉ tốn 100 văn. Với một y quán đã được nhập hộ khẩu như y quán nhân tâm, chủ quán nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ của đại phu. Không phải không nhận ra giấy tờ giả này, lục đồng dám dùng giấy tờ giả để hành nghề y, thì lòng dạ gan dạ không nhỏ, còn đỗ trường khanh gan giả còn hơn nàng. Một đôi quái đản như vậy, ngược lại khiến Mộc Liên không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào chứng minh thân phận của lục đồng. Nàng như một người từ không trung rơi xuống thịnh kinh. Đoạn tiểu yến hạ thấp giọng nói, ngài nghĩ ai đứng sau nàng ta. Tam Hoàng Tử Vụ gian lận năm nay, lễ bộ bị liên lụy nặng nề, thái tử gần đây khôn đốn, phe Tam Hoàng Tử lại có vẻ thoải mái. Nếu Tam Hoàng Tử phái lục đồng ngầm ra tay, cũng không phải không có khả năng. Phù Vân Ảnh không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Đoạn Tiểu Yến nhìn cánh tay đau âm ỉ, lại thở dài, nàng ta làm khổ ta một đêm, rõ ràng là cố tình chốt giận. Ca nếu nàng ta thật là người của Tam hoàng tử, nếu nàng ta báo cáo sự việc này làm phiền chúng ta thì sao?" Phù Vân ảnh hồi thần, khẽ cười, vung tay, xác rắn rơi vào tay đoạn tiểu yến, khiến hắn giật mình. Hắn quay lưng, giọng lạnh lùng: "Nếu nàng ta thật sự là người của Tam hoàng tử, thì mang nàng ta đến ngục triều giam giữ và tra tấn, có lẽ nàng ta sẽ muốn nói chuyện đàng hoàng hơn." Trong phòng lục đồng đặt đèn lồng xuống ngồi xuống ghế sau khi người rời đi nàng cảm thấy như trút bỏ một gánh nặng ngàn cân mở lòng bàn tay thấy mồ hôi ướt đẫm ngân tranh vẻ mặt hối lỗi cô nương đều do ta nếu không phải ta quay lại ngài sẽ không bị họ uy hiếp lục đồng lắc đầu không sao hắn vốn không có ý định động thủ với chúng ta ngân tranh ngạc nhiên tại sao lục đồng nhẹ nhàng cười người thật sự nghĩ rằng hắn không tìm được chứng cứ nên không dám bắt ta sao? Không phải sao? Tất nhiên không phải. Lục Đồng bình tĩnh nói. Thịnh Kinh sâu sắc. Người nghĩ hắn là người tốt sao? Phù Vân ảnh từ rất lâu trước đây, ít nhất là sau cái chết của Khắc Thừa Hưng, đã nghi ngờ nàng. Sau đó liên tục thăm dò, bao gồm cả việc đoạn Tiểu Yến theo dõi nàng ở cửa Phạm Phủ, đều là những chiêu trò của chỉ huy sứ này thực ra là chỉ huy sứ của cấm vệ quân, lại là con trai của triều đình công. Nếu hắn thực sự nghi ngờ một người, không cần chứng cứ, cũng có thể khiến người đó gặp rắc rối. Đối với quyền quý, việc kiềm chế một người bình thường là dễ dàng. Nhưng hắn không làm. Lục đồng suy nghĩ rất lâu, trong lòng mơ hồ đoán được. Có lẽ, hắn đang kiêng rẻ ai đó. Giống như sau lưng lưu khôn có phạm chính liêm sau lưng phạm chính liêm lại có mối liên hệ với phủ thái sư quan lại trên chiều thường giúp đỡ lẫn nhau không chừng hôm nay bắt một người nhỏ bé ngày mai lại trở thành thân thích của nhân vật lớn phù vân ảnh chậm chạp không ra tay với nàng ít nhất chứng tỏ trong vụ gian lận không gây thiệt hại gì cho hắn thậm chí còn có thể thấy hắn vui vẻ việc đoạn tiểu yến xuất hiện hôm nay là một sự cố nhưng cuộc đối đầu với phù vân ảnh là nàng cố tình làm hắn đang thử thách nàng nàng cũng đang thử thách hắn phản ứng của phù vân ảnh cho nàng thấy rằng nàng đã đoán đúng hắn thật sự đang nghi ngờ rằng nàng có người đứng sau bảo vệ nếu đúng như vậy nàng sẽ theo suy nghĩ của phù vân ảnh làm dối tầm nhìn của hắn biến nhân vật không có thật kia trở thành lá chắn bảo vệ nàng ngân tranh đưa khăn tay lục đồng nhận lấy lau mồ hôi trên tay người trước mặt dường như cười rất nhiều nhưng thực tế lại sắc bén và nguy hiểm đối đầu với hắn nàng phải tỏ ra bình tĩnh và không để lộ sự sợ hãi không để hắn thấy lá bài tẩy của mình đều là giả tạo ngân tranh hỏi sau này phủ đại nhân sẽ còn đến không lục đồng lắc đầu tạm thời sẽ không hắn nghĩ rằng ta có chỗ rửa lại muốn lợi dụng ta trong thời gian ngắn sẽ không động đến ta tuy nhiên tuy nhiên muốn lợi dụng nàng cũng phải xem phù vân ảnh có khả năng đó không. Ngân tranh nghe vậy, càng lo lắng hơn, nhưng giấy không gói được lửa, nếu hắn phát hiện ra cô nương không có người đứng sau thì sao? Hắn có quan chức trong chiều, muốn tìm lý do để gây khó dễ thì rất dễ dàng. Lục đồng dừng tay lau. Một lúc sau, nàng nói, sợ gì chứ? Nếu thực sự đến ngày đó, hắn cản đường ta. Ta sẽ giết hắn. mươi 88, Trung Thu Hôm sau, ngày 15 tháng 8 âm lịch, ba mùa thu vừa hết, là trung thu của thịnh kinh. Sáng sớm, cả đường Tây Phố đã tràn ngập hương thơm nồng của rượu hoa quế. Đỗ Trường Khanh và A Thành đến sớm hơn mọi khi, Đỗ Trường Khanh mặc một bộ áo choàng tròn, tròn màu vàng nhạt, thắt lưng thiêu hoa văn, A Thành mặc một bộ áo ngắn cổ tròn màu vàng nhạt, cả hai đều mặc trang phục mới làm cho mùa thu, đứng dưới gốc cây mận trước cửa trông như hai cành cây quế vàng rực rỡ. Lục Đồng và Ngân Tranh từ trong tiệm bước ra, Đỗ Trường Khanh nhìn chiếc váy tím của Ngân Tranh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khi nhìn thấy Lục Đồng bước ra sau, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên chiếc váy vải bông màu xanh đậm đã cũ, không di chuyển. Một lúc sau, anh lau mặt, chỉ vào Lục Đồng đau lòng nói, "Lục đại phu, có phải ta không trả lương cho nàng không? Tại sao lúc nào nàng cũng phải mặc bộ đồ nghèo nàn này?" để người ta nhìn thấy. Còn tưởng rằng tiệm thuốc của chúng ta không đủ ăn, ngày mai sẽ đóng cửa. Lục đồng không động đậy. Hầu hết thời gian, nàng đều ở trong tiệm, nàng không giống như đỗ trường khanh, cầu kỳ trong việc ăn mặc, chỉ cần quần áo còn mặc được là đủ. Ngân tranh chống hông, không phục bộ quần áo này có gì nghèo nàn. Không rách không hỏng, bộ váy thêu chỉ vàng của Minh Ngọc Trai thì không nghèo nàn, một cái hai mươi lượng bạc, Đỗ Trường quầy cho tiền mua không? Đừng kích thích ta, Đỗ Trường khai ngừ một tiếng, bình thường nàng mặc như vậy thì được, hôm nay phải ra ngoài ăn, mặc như vậy ta sợ nhà hàng không cho vào. Lục Đồng, ăn, A à, Thành cười tươi, ông chủ nói hôm nay là giảm tháng 8, Lục Đại Phu cũng đến thịnh kinh được nửa năm rồi, đã đặt một bàn tiệc trưa tại quán nhân hòa ở cầu Tân Môn, mời mọi người trong tiệm đi thưởng thức. Lục Đồng nhìn Đỗ Trường Khanh, đỗ trường khanh khẽ ho một tiếng kể từ khi các nàng đến tiệm thuốc tiệm của ta coi như hồi sinh cây khô gặp mùa xuân là trưởng quầy ta rất cảm kích ta cũng không phải là người không biết ơn hôm nay dẫn các nàng đi mở mang tầm mắt để sau này đừng nói ta nhỏ mọn thịnh kinh có rất nhiều nhà hàng vào đêm trung thu nhiều gia đình giàu có lại thích lên lầu ngắm trăng ngắm nhìn ngọc thú đến thời điểm này việc kinh doanh của các nhà hàng luôn rất tốt Đỗ Trường Khanh kỹ tính lần này chịu chi, thật sự có lòng. Lục Đồng trong lòng hơi động, đột nhiên nói, nếu vậy, tại sao không đi Phong Nhạc lâu? Phong Nhạc lâu là nơi mà chị nàng, Lục Nhu, từng gặp người của phủ thái sư. Đỗ Trường Khanh nghẹn lời, đối diện với ánh mắt chân thật nghi hoặc của Lục Đồng, quay đầu, nói một cách bực bội, nghĩ thật đẹp, Phong Nhạc lâu một bữa tiệc vàng gần trăm lượng, nếu cha ta không chết, ta còn có thể dẫn các nàng đi phung phí. Bây giờ thì đừng mơ. Lục đồng lộ vẻ thất vọng. Đỗ trường khanh thấy vậy, tức giận cười, không ngờ lục đại phu nàng còn khá hão huyền. Hơn nữa, dù ta có chịu chi tiền, cũng không đặt được bàn. Hôm nay là trung thu, các nhà hàng tốt đã bị những quan chức giàu có đặt đầy. Ta có thể dẫn các nàng đi nhân hòa điếm, đó đã là do ông chủ nhìn mặt cũ lưu lại ban rồi. Lục đồng nghĩ một chút, Nói, cảm ơn ngài, nhưng ta và Ngân Tranh phải đi giao thuốc trước, giao xong rồi quay về tiệm thay đồ. Giao thuốc? Anh nhíu mày, giao thuốc gì? Ngân Tranh nhấc hộp thuốc đặt lên bàn, "Vương phủ Văn quận cần vài lọ, Tiên Tiên, vốn dĩ mấy ngày trước đã phải giao rồi, nhưng người trong phủ nói hôm nay là rằm tháng 8, Vương phi tổ chức tiệc trưa để mừng ngày lễ." Cô nương nghĩ rằng nhiều người đến giao thuốc có thể thu hút khách hàng, cố ý để hôm nay giao. Trước đó Lục Đồng đến phủ Phạm Chính Liêm để chữa trị cho Triệu Phi Yến, vài tháng nhanh chóng thon thả, trong tiệc quan hạ gây được tiếng vang lớn. Có phu nhân hỏi Triệu Phi Yến, Triệu Phi Yến không muốn tiết lộ việc Lục Đồng chữa trị cho mình, liền đổ hết công lao lên tiên tiên. Vì vậy trong đơn thuốc của tiệm thuốc đã có thêm nhiều tấm thiếp từ các gia đình quý tộc quan lại. Những người này tự cho mình là thượng lưu, thái độ kiêu ngạo, đôi khi chỉ phái người đến nói một tiếng yêu cầu lục đồng đến giao thuốc, nàng cũng một một đến giao. Nhưng lý do nàng đẩy việc giao thuốc đến hôm nay không phải vì lời bịa đặt của Ngân Tranh, mà là vì những ngày trước bận rộn với việc giết lưu khôn, việc binh lính lục soát vào ban đêm, hôm nay mới có thời gian dành. Đỗ Trường Khanh lại tin lời bịa đặt của Ngân Tranh, nhìn lục đồng với ánh mắt thêm phần cảm kích. Lục Đại Phu, không ngờ nàng luôn nghĩ cho tiệm thuốc, ông chủ rất cảm động có nàng làm đại phu chính, ta thấy tiệm thuốc của chúng ta năm sau trung thu đến gặp tiên lâu cũng là việc sớm muộn. Anh vung tay, nàng đi đi, đi sớm về sớm. Lục Đồng không nói thêm gì, đeo hộp thuốc cùng ngân tranh rời khỏi cửa tiệm. Đỗ Trường Khanh lười biếng nằm trên quầy, nhìn theo bóng hai người, nhét một quả táo đen vào miệng, hỏi A Thành, "Này, vừa rồi nàng ấy nói, hôm nay họ đi nhà ai?" Hình như là nhà Vương phủ Văn Quận vương phủ văn quận. Đỗ trưởng khanh dừng việc nhai táo, phì một tiếng nhổ ra nửa hạt táo, mắng một tiếng xui xèo. a à, thành nghi hoặc, ông chủ sao vậy? Người quên rồi, đỗ trưởng khanh trợn mắt, đêm trước lục soát nhà chúng ta, cái tên họ phủ ấy, chị hắn chẳng phải là vương phi của vương phủ văn quận sao? Vương phủ văn quận nằm gần phố Bắc Ngự Thiên của Thịnh Kinh, lưng dựa vào khu vườn rộng lớn, lão quận vương khi còn sống vì muốn làm vui lòng phu nhân, trong vườn trồng nhiều hoa, cảnh sắc bốn mùa tuyệt đẹp. Sau khi lão quận vương và phu nhân qua đời, trong vương phủ vẫn giữ lại vườn cảnh nước, mỗi khi có dịp lễ Tết, trong phủ thường thiết tiệc chiêu đãi khách, vui chơi ngắm cảnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên giường trúc được trải một tấm gấm tơ lụa, trên bàn là một bình hoa sứ trắng cắm một bó nhỏ hoa quế vàng, trong phòng tràn ngập hương thơm ngát. Người phụ nữ tựa mình bên cạnh giường trúc, mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt rộng tay có hoa cúc, tỷ nữ từ bên cạnh bước đến, đặt chiếc áo khoác mây gấm thêu hạt châu lên người nàng. Phù vân thư hồi thần, phương tư cười nói, thu sang lạnh lẽo, phu nhân cẩn thận kèo cảm lạnh. Không biết vì sao, mấy ngày nay luôn cảm thấy nóng nực. Phù vân thư thở dài, đưa tay xoa bụng đang to lên, nhìn phương tư, vẻ mặt có chút nghi hoặc chẳng lẽ là do mang thai đến giai đoạn cuối đều như vậy phương tư từ chưa từng sinh con cũng không hiểu y lý chỉ đành cười bối rối cái này nô tỳ cũng không biết phù vân thư kéo áo khoác lên người vẫn cảm thấy nóng bức liền đưa tay mở cửa sổ ra thêm một chút từ cửa sổ nhìn ra xa xa trong khu vườn thấp thoáng có tiếng cười đùa thỉnh thoảng có bóng người qua lại vườn phủ văn quận bình thường ít khách đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Hôm nay là rằm tháng 8, Vương Phủ Văn quận thiết tiệc chiêu đãi khách. Vương Phi mang thai, không tiện đi lại, việc tổ chức tiệc trong phủ đều giao cho chắc Phi mạnh tịch nhan. Nhưng, dù Phủ Vân Thư không mang thai, cũng sẽ không chủ động nhận việc tổ chức. Nàng vốn không chịu nổi những giao tiếp xã hội giữa các quý nhân, hơn nữa, chuyện nàng là Vương Phi chỉ là danh nghĩa, ai ai cũng biết, thật sự không cần tự rước phiền phức. Khánh ảnh mang một giỏ bánh trung thu từ ngoài bước vào, đặt giỏ lên bàn, Phù Vân Thư ngước mắt, thấy tấm khăn lụa trên giỏ gỗ đỏ, liền mỉm cười. A à, ảnh gửi đến, Khánh ảnh cười, đúng vậy, Thế Tử gửi đến sớm, nói là bánh trung thu mới của Hồng Nguyệt Trai ở Kinh Thành, một giỏ có sáu loại hương vị, nhưng phu nhân đang mang thai, tốt nhất đừng ăn nhiều, nếm thử một chút thôi trong phủ vương phủ văn quẩn cũng có chuẩn bị bánh trung thu, nhưng phương tư cẩn thận, không dám để phủ vân thư dùng thư. Thật ra không chỉ bánh trung thu, từ khi phủ vân thư mang thai, mọi thứ ăn uống trong phủ đều được hai người cẩn thận kiểm tra, để tránh sai sót. Phủ vân thư gật đầu, lại hỏi khánh ảnh, a à ảnh hôm nay không đến sao? Hoàng thượng thiết yến lâm viên, thái hậu nương nương triệu thế tử vào cung. Phủ vân thư gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, thử hỏi Khánh Ảnh, hôm nay trong cung yến, có những quý nhân nào tham dự? Khánh Ảnh ngẩn ra, lắc đầu nói, nô tỳ không biết. Phù Vân thư nghĩ một chút, không nói gì, nhưng trong lòng hiện lên vẻ lo lắng. Mấy ngày trước, khi Văn Quận Vương đến phòng nàng, đã từng tiết lộ một tin tức. Nói rằng Thái Hậu có ý định làm mai cho Phù Vân Ảnh. Phù Vân Thư không bất ngờ, Phù Vân Ảnh suốt ngày ở cạnh Hoàng Thượng, tuổi tác phù hợp, hơn nữa từng có công cứu giá, Thái hậu và hoàng thượng đặc biệt yêu thương. Tuổi trẻ có triển vọng, lại là thân cận của hoàng thượng, nhiều người trong triều muốn kết thân với nhà Phù. Nhưng mâu thuẫn giữa Phù Vân Ảnh và cha ruột là điều ai cũng biết, hôn sự của Phù Vân Ảnh, cha hắn chưa chắc đã làm chủ được. Muốn kết thân, đi nhờ Thái hậu và hoàng thượng lại dễ dàng hơn. Nhưng tính cách của Phù Vân Ảnh, Phù Vân thư là chị hắn hiểu rõ nhất, nhìn bên ngoài thì dễ gần, thực ra rất cố chấp, có chủ kiến, đặc biệt sau vụ của mẹ, hắn càng phản đối hôn nhân. Tính tình ngang ngạnh của hắn luôn ẩn giấu dưới nụ cười sáng lạn, nếu Thái Hậu đột nhiên là mai, đối với nhà phù, chưa chắc đã là chuyện vui. Phù Vân Thư lúc đó có dò hỏi Văn Quận Vương, Thái Hậu để ý tiểu thư nhà nào, nhưng Văn Quận Vương lại lảng tránh, không muốn nói nhiều với nàng. Hôm nay trong cung thiết yến, nhiều quý nhân tham dự có thể trong đó có người thái hậu đã chọn làm dâu chỉ là không biết là nhà ai một lúc sau phù vân thư lắc đầu suy nghĩ linh tinh cũng vô ích thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nếu thực sự đến lúc đó thì nghĩ cách cũng không muộn hơn nữa có thể thái hậu làm mai lại chỉ đúng người mà em nàng thích hắn còn không kịp vui mừng cũng không cần nàng lo lắng nàng thở dài thuận tay cầm lên một tượng đất nhỏ trên bàn tượng đất hình đứa bé, vẽ màu tươi sáng, trang trí bằng ngọc trai và ngọc bích, rất đáng yêu. Phương Tư thấy vậy, cười nói, Vương Phi thở dài gì, không lâu nữa sẽ gặp tiểu thế tử hoặc tiểu tiểu thư, nếu tiểu thế tử hoặc tiểu tiểu thư thấy, còn tưởng rằng Vương Phi không kiên nhẫn chờ gặp họ. Đừng nói bậy, ta sao có thể không kiên nhẫn chờ họ. Phù Vân Thư cúi đầu, nhìn bụng đang to lên, khóe miệng nở nụ cười còn hai tháng nữa là sinh. Hy vọng mọi việc bình an. Trong phủ vương phủ văn quận, Lục Đồng và Ngân Tranh đang theo tỷ nữ dẫn đường đi về phía hậu viện. Từ khi đến thịnh kinh, Lục Đồng đã đến nhiều nhà giàu có. Nhà khắc nổi bật với kiến trúc tinh xảo, nhà phạm xa hoa tột bậc, còn vương phủ văn quận lại khác. Trong vương phủ có khu vườn lớn, đình đài sen kẽ, ao hồ uốn lượn, trong vườn thơm ngát hoa cỏ phong phú. Nghe nói mỗi năm nội cung thưởng hoa, một phần là từ vườn vương phủ văn quận cung cấp. Bây giờ là mùa thu vàng, bước vào vương phủ, từng chùm hoa quế vàng rực rỡ, mùi hương lạnh mắt tràn ngập. Tỷ nữ dẫn đường thấy ngân tranh mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, cười nói, hôm nay vương phủ thiết yến, mọi người đều bận rộn trong vườn. Các người giao thuốc vào bếp, rồi có thể đi. Lục Đồng không nói gì. Thực ra chỉ cần giao thuốc đến cửa vương phủ là đủ, nhưng việc bảo quản trà thuốc, những điều cần lưu ý khi sử dụng cần phải giải thích rõ ràng. Lục Đồng và Ngân Tranh giao thuốc đến bếp, giải thích từng điều một, rồi mới lui ra. Tỷ nữ dẫn đường đưa tiền thủ lao cho Ngân Tranh, nhìn Lục Đồng cười nói, nếu vương phi dùng thấy tốt, sau này còn phải phiền đại phu giao thêm trà thuốc. Ngân Tranh vội nói, đó là việc nên làm. Lục đồng cũng đáp lời, tỷ nữ dẫn đường định tiễn họ ra ngoài, bất ngờ có tiếng gọi ngập ngừng phía sau. Lục đại phu, lục đồng dừng lại, quay đầu, thấy một phụ nữ búi tóc cao, cài châm ngọc, đang nhìn nàng ngạc nhiên từ xa. Đồng phu nhân, lục đồng trong lòng hơi ngạc nhiên. Không ngờ gặp mẹ của đồng lân, đồng phu nhân ở Thái Phủ tự khanh phù. Lục đồng gật đầu, đồng phu nhân. Đồng phu nhân bước tới hai bước, ánh mắt dừng lại trên hộp thuốc của nàng một lúc, tò mò hỏi, lục đại phu sao lại ở đây, chẳng lẽ có người trong vương phủ bị bệnh? Tỷ nữ dẫn đường sợ đồng phu nhân hiểu lầm, vội vàng đẩy nhẹ lục đồng từ phía sau. Lục đồng liền nói, không phải, tiểu dân đến giao, tiên tiên, cho vương phủ. Tiên tiên, đồng phu nhân ngạc nhiên, rồi cười, lục đại phu làm ăn đến cả vương phủ, xem ra danh tiếng của nhân tâm y quán không nhỏ lục đồng mỉm cười đáp tất cả nhờ phu nhân giúp đỡ phu nhân giao thiệp rộng rãi những nhà đó nghe phu nhân nói mới đến tiệm mua thuốc đồng phu nhân thích nghe người ta khen ngợi mình có giao thiệp rộng nghe vậy trong lòng vui vẻ lại nhìn lục đồng càng cảm thấy nữ đại phu trẻ tuổi này biết nói chuyện hơn nhiều người trẻ tuổi ngày nay không trách được thế tử của phủ tương ninh quan tâm đến nàng nhắc đến thế tử của phủ tương ninh phù vân ảnh Đồng phu nhân trong lòng chợt động. Bà nhìn Lục Đồng, ánh mắt lóe lên, nắm tay Lục Đồng, cười nói: "Hôm nay là trung thu, Vương phủ thiết yến chiêu đãi khách, ta đến dự tiệc." Nàng cũng đến đúng lúc, bây giờ tiệc chưa bắt đầu, có lẽ các phu nhân và tiểu thư đã đến khá đông. Nàng đi cùng ta một chuyến, ta nói với họ về trà thuốc của nàng, nếu nàng mang theo vài hộp thì tặng họ thử, cũng coi như nắm bắt cơ hội. Thế nào? Lục đồng có chút bất ngờ. Đồng phu nhân mỉm cười, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Mấy ngày trước, khi trò chuyện với phu quân, ông từng nhắc đến thế tử của phủ tương ninh, bây giờ là chỉ huy sứ của đình tiền, phủ vân ảnh. Sau vụ án công khoa, nhiều người trong bộ lễ bị liên lụy, triều đình ai cũng lo sợ. Hoàng đế tức giận, lại càng tín nhiệm phủ vân ảnh. Hôm nay trung thu, hoàng đế thiết yến tại lâm viên Minh Lâm, ngoài tông thân, chỉ có quý nhân gần gũi mới được vào, Phù Vân Ảnh đang ở đó. Hoàng gia tín nhiệm Phù Vân Ảnh là điều ai cũng thấy. Người này trẻ tuổi, tương lai nhất định dạng dỡ, càng kết giao nhiều càng tốt. Phù Vân Ảnh tâm tư khó đoán, nhưng lại rất quan tâm đến nữ đại phu của nhân tâm y quán, Lục Đồng. Đồng phu nhân tự cho là có mối quan hệ tốt với Lục Đồng, bây giờ tại Yến Tiệc, giúp Lục Đồng một việc, có lẽ sau này sẽ dễ dàng hơn trong việc kết giao với nhà phu. Đồng phu nhân đã có quyết định, liền bảo Lục Đồng mang hộp thuốc, cùng Ngân Tranh đi cùng bà đến yến tiệc. Trong vườn Tầm Phương, bàn tiệc được bày, xung quanh là đá non bộ. Trong đình viện, các nữ nhân quý tộc đã ngồi nghiêng, nhìn chén rượu trôi trên dòng suối, tiếng cười nói vang lên không dứt. Lục Đồng theo Đồng phu nhân đến vườn Tầm Phương, con nữ nhân chào hỏi Đồng phu nhân đồng phu nhân hôm nay sao đến muộn vậy? Rồi nhìn thấy lục đồng bên cạnh đồng phu nhân, vẻ mặt ngạc nhiên, đây là. Lục đồng mặc đồ giản dị, khác biệt với các tiểu thư ở đây, nhưng nếu nói là tỷ nữ, nhìn thái độ thân thiết của đồng phu nhân với nàng lại không giống. Đồng phu nhân kéo lục đồng ra trước, đây là đại phu của nhân tâm y quán, lục đại phu, ta đã quen từ trước, vừa gặp trong vương phủ, nên dẫn nàng đến gặp mọi người. Thấy ánh mắt dò xét của các nữ nhân, đồng phu nhân cười, đừng coi thường nàng, loại trà thuốc, tiên tiên, nổi tiếng của thịnh kinh gần đây, chính là do nàng làm. Nghe vậy, các nữ nhân lập tức sáng mắt, liền vây quanh. Trà thuốc, tiên tiên, từ khi xuất hiện trong yến tiệc quan hạ, nhiều người đã nghe nói, bởi vị phu nhân chiêm đoán, triệu phi yến, đã gây tiếng vang lớn với dáng vẻ thon thả. Sau đó nhiều người đã đến mua loại trà này. Nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là phóng đại, không chịu tin. Nhưng hôm nay tại yến tiệc Vương phủ, Đồng phu nhân đích thân dẫn người đến giới thiệu, dù không tin, cũng phải có chút ý định thử. Dù sao Đồng phu nhân cũng đứng ra đảm bảo, ít nhất cũng phải có tác dụng chứ. Có tiểu thư trẻ hỏi Lục Đồng, hiện giờ nàng có mang theo trà thuốc không? Lục Đồng đáp, có mang theo, rồi mở hộp thuốc, lấy ra vài hộp tiên tiên đưa ra, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, hôm nay đi vội vàng, chỉ mang được mấy hộp này. Các phu nhân và tiểu thư nếu muốn thêm, xin ghi lại địa chỉ, ta sẽ đích thân đến giao sau. Các phu nhân và tiểu thư nghe vậy, càng thêm hứng thú, liền vây quanh Lục Đồng, yêu cầu ghi lại tên. Đồng phu nhân nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa nhìn Lục Đồng. Hôm nay đến đây đều là nữ nhân của các gia đình quyền quý, Lục Đồng ghi lại tên họ lần lượt đến nhà cũng là mở rộng quan hệ những mối quan hệ này sau này có thể trở thành mối quan hệ của nhà phù dù không nghĩ cho phù vân ảnh tiệm thuốc nhỏ của nàng kết giao với nhiều gia đình quyền quý chỉ cần có một nhà liên hệ việc kinh doanh sau này chỉ có lợi không có hại ở thịnh kinh sự giàu có vinh hoa và lợi ích không bao giờ dứt luôn là một mạch liên kết không có đơn độc đồng phu nhân đang ngấm ngầm khen ngợi sự lanh lợi của lục đồng bỗng nghe thấy tiếng nói vui vẻ của một nữ nhân từ phía sau. Sao mọi người tụ tập đông vậy, có chuyện gì mà vui thế? Mọi người quay lại nhìn, lục đồng cũng ngẩng lên, thấy từ phía sau đình viện, một nữ nhân trẻ tuổi được vài tỷ nữ vây quanh bước tới. Nữ nhân này mặc một bộ váy đỏ rực thiêu hoa mẫu đơn và bướm, tóc búi cao, cài châm vàng khảm hồng ngọc, hai giọt hoa tai san hô càng tôn lên làn da trắng như ngọc, lông mày thanh tú như khói đôi mắt sáng như nước khi nàng bước đến gần cả người đều rung động mười phần mê hoặc các nữ nhân đứng dậy gọi nàng là phu nhân nhan phu nhân nhan lục đồng nhìn phu nhân nhan bước tới bên cạnh đồng phu nhân kéo tay áo nàng nhẹ nhàng thì thầm bên tai đây là trắc phi của vương phủ mạnh tịch nhan thì ra là chắc phi lục đồng chưa kịp nói gì lại nghe đồng phu nhân dặn dò nếu lát nữa nàng ta có nói chuyện với nàng, nhớ, đừng nhắc đến tiểu phủ đại nhân. Lục đồng ngẩn ra, tại sao? Chẳng lẽ nàng chưa biết, đồng phu nhân ngạc nhiên nhìn nàng, vương phi của vương phủ văn quận, phủ vân thư, là chị ruột của tiểu phủ đại nhân. Vương phi và mạnh tịch nhan không hòa hợp, nếu nàng ta biết nàng là người của đình tiền, nhất định sẽ tìm cách làm khó nàng. Sao? Độc phu nhân ánh mắt lóe lên, tiểu phủ đại nhân không nói với nàng chuyện này lục đồng lắc đầu trong lòng lại động nhẹ nàng từng nghe đỗ trường khanh nói đại tiểu thư của phủ tương ninh cũng là chị của phủ vân ảnh nhưng đã rời phủ từ lâu lục đồng chỉ biết đại tiểu thư kết hôn với gia đình quyền quý nhưng cụ thể là ai nàng chưa hỏi rõ không ngờ nàng chính là vương phi của vương phủ văn quận nhưng trong vương phủ tổ chức yến tiệc sao không thấy vương phi chủ trì ngược lại là chắc phi này thái độ kiêu căng như là chủ nhân của vương phù lục đồng đang suy nghĩ thấy mạnh tịch nhan đã nghe được chuyện về nàng từ người khác nhìn qua một cái không để nàng vào mắt lục đồng im lặng cúi chào đồng phu nhân phu nhân việc sắp bắt đầu ta cũng nên rời đi đồng phu nhân nghĩ một chút gật đầu cũng được dù sao đây là vương phủ văn quận không phải nhà đồng phu nhân, nói đùa thì được, nhưng một nữ đại phu thấp kém như lục đồng, không có quyền dự tiệc. Dù đồng phu nhân muốn giúp lục đồng, cũng không vì nàng mà đắc tội với các nữ nhân khác, càng không muốn vương phủ không hài lòng. Nhưng, nhìn quyền sổ ghi đầy tên các phu nhân và tiểu thư của lục đồng, đồng phu nhân cảm thấy nàng hôm nay thu hoạch không ít, món nợ ân tình này cũng coi như đã trả. Đồng phu nhân cười, mấy ngày nữa có thời gian, Nàng lại đến nhà ta nói chuyện. Lục Đồng dịu dàng đáp lời, đeo lại hộp thuốc, định cùng ngân tranh rời đi, bỗng nghe thấy tiếng hô hoảng loạn từ phía sau. "Phu nhân, phu nhân, không ổn rồi." Tiếng này vang lên đột ngột, làm không khí vui vẻ của yến tiệc tan vỡ, mọi người lập tức im lặng nhìn lên, Lục Đồng cũng dừng bước. Trong ánh mắt mọi người, một tỷ nữ áo xanh chạy đến, khuỵu xuống trước Mạnh Tịch Nhan. Mạnh tịch nhan nhìn tỷ nữ dưới chân, lông mày nhíu lại, giọng nói có phần tức giận, kêu gào gì vậy? Tỷ nữ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn mạnh tịch nhan. Phu nhân, hôm ổn rồi, người trong phòng Vương Phi nói, Vương Phi đột nhiên đau bụng dữ dội, có lẽ đã động thai, bây giờ rất khó chịu, xin người mau chóng đến xem. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 90, nỗi lo của đứa bé người nói vương phi trúng độc trong phòng ngủ của vương phi văn quận vương tỷ nữ tên gọi kỳ ảnh sắc mặt đột biến không thể nào một tỷ nữ khác phương tư thầm thì vương phi từ trước đến nay mọi việc dùng đồ đều được chúng ta kiểm tra kỹ càng vì sợ người khác giở trò thậm chí hương liệu cũng không dùng chỉ dùng hoa quả xông phòng còn về ăn uống chúng ta cùng vương phi ăn uống không hề có triệu chứng gì vương phi làm sao chúng độc được Lục Đồng không nói gì. Độc này không nhất thiết phải dùng hương liệu hay thức ăn, chỉ cần có lòng thì độc có thể có ở mọi nơi. Nàng nhìn vào vết đen trên cổ tay của Bùi Vân Thư, có vẻ như Vương phi đã trúng độc một thời gian rồi. Bùi Vân Thư như bị sét đánh, mặt tái nhợt, nhìn Lục Đồng, nói lơ mơ, "Đại phu, độc này..." Chưa xác định được là loại độc gì thì ta không thể giải độc cho Vương phi." Lục Đồng nói. Bùi vân thư run rẩy, phương tư nhanh chóng bước lên đỡ nàng, lo lắng nói, đại phu, vương phi do mang thai nặng nề, ngày thường rất ít ra ngoài, trước giờ không có triệu chứng gì. Hơn nữa, các đại phu thỉnh thoảng đến khám cũng không phát hiện vấn đề gì, làm sao chúng độc được. Lục đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, vương phi bắt đầu có triệu chứng sưng cổ, nóng, đổ mồ hôi, da sạm, nổi mẩn bụng từ khi nào? bùi vân thư nghĩ một lúc nhẹ giọng nói gần hai tháng trước gần hai tháng vương phi có đi đâu không không lục đồng nói độc này phát tác hai tháng trước các đại phu không phát hiện triệu chứng lại giống triệu chứng của sản phụ vào cuối thai kỳ kẻ hạ độc rất cẩn thận độc này tích tụ dần vương phi đã tiếp xúc với độc từ trước tích tụ đến một thời gian mới phát tác nàng quay sang phương tư giờ ngươi kể lại cho ta nghe từng việc hàng ngày của vương phi không bỏ sót chi tiết nào phương tư nghe vậy lo lắng hồi tưởng lại một lúc rồi nói vương phi mỗi ngày dậy vào khoảng giờ tỷ sau khi ăn sáng sẽ đi dạo trong sân những ngày nóng thì không ra ngoài ban ngày ở trong phòng đọc sách chơi đàn vẽ tranh khi thân thể nặng nề hơn thì hay buồn ngủ buổi chiều ngủ một chút tối trưa đến giờ hợi đã đi ngủ ba bữa ăn đều cùng vương phi ăn uống hơn nữa trong viện có bếp nhỏ, không thể có người hạ độc. Lục Đồng khẽ nhíu mày. Phương Tư đã chắc chắn không ai hạ độc vào thức ăn, vậy không có vấn đề gì. Cuộc sống hàng ngày của Bùi Vân Thư rất đơn giản, giống như phòng ngủ của nàng, chỉ cần nhìn qua là biết. Đọc sách, chơi đàn, vẽ tranh. Lục Đồng đi vài bước ra ngoài, nhìn vào chiếc đàn cổ bị phủ bạc, do dự một lúc rồi tiến đến, kéo tấm bạc phủ ra chiếc đàn cổ vẫn trầm tĩnh, không có dấu vết độc, không chỉ đàn cổ, cả phòng ngủ của Bùi Vân Thư cũng rất sạch sẽ. Như tỷ nữ vẫn nói, để tránh rắc rối, không đặt lư hương, chỉ bày hoa quả để tạo mùi thơm. Ánh mắt lục đồng quét qua các đồ vật trong phòng, dừng lại ở chiếc bàn nhỏ đặt gần đàn cổ. Trên bàn có một đôi tượng đất nhỏ. Tượng đất được làm rất tinh xảo, màu sắc tươi sáng, tạo hình là những đứa trẻ cầm sen, có lồng đèn đỏ xanh bao quanh. Tượng đất sống động như thật, trang trí trên tượng có gắn ngọc trai và vàng, nhìn rất quý giá. Lục đồng giật mình, có phải là mô hài la không? Nàng biết về mô hài la, mỗi khi đến ngày thất tịch, đường phố sẽ có người bán tượng này, người ta mua để thờ nghiêu lang trước nữ, cầu mong sinh con trai, con đàn cháu đống. Khi còn ở thường vũ, vào ngày thất tịch, nàng cùng gia đình đi dạo và thấy có người bán, nhưng tượng đất này rất đắt, chỉ có thể nhìn mà không mua. Phòng của Bùi Vân Thư sạch sẽ, chỉ có đôi tượng đất này là tươi sáng và tinh xảo, không hợp với phòng. Lục Đồng cầm một tượng lên, ngửi nhẹ rơi mũi, nhíu mày. "Kỳ anh hỏi, có chuyện gì?" Lục Đồng lạnh lùng nói, "Đợi ta." Nàng vào phòng trong. Bùi Vân Thư và Phương Tư thấy nàng cầm tượng đất vào thì ngạc nhiên. Bùi Vân Thư nói, "Đây." Lục Đồng không nói gì, đứng trước bàn, nhanh chóng gỡ lớp trang trí ra, dùng kéo cạo một lớp bùn mỏng từ tượng vào ly trà. Ly trà có chút nước, khi bùn vào nước, ngay lập tức trở nên đục. Lục Đồng dùng kim khuấy nước, ngân tranh đứng phía sau kêu lên. "Chỉ thấy kim đang sáng bóng, đầu kim đã đen." trên đó có đâu bùi vân thư hoảng hốt kêu lên người cứng đờ nàng run rẩy mặt tái nhợt đây là mộc thịnh tặng ta sao chàng lại hại con mình văn quận vương lạnh nhạt với nàng đó là chuyện của họ nhưng đứa bé trong bụng là con ruột của mộc thịnh không có lý do gì hại con nhưng mô hài la này đúng là do mộc thịnh tặng vì ý nghĩa tốt đẹp nàng thấy tượng đẹp nên giữ lại ngày ngày chơi không ngờ tượng đất này lại chứa độc chết người. Bùi vân thư lảo đảo, lục đồng đứng trước bàn, chăm chăm nhìn tượng đất, ánh mắt lạnh lẽo. Tượng đất bị lột bỏ lớp trang trí, nhưng mắt vẽ vẫn còn, tay cầm sen chưa nở, mắt nhỏ dài cười như vầng trăng cong. Trong chốc lát, mắt cười của tượng đất trồng lên mắt của một người. Tiếng cười của Vân Nương hiện lên trong đầu nàng. Ta từng là một loại độc, không màu không mùi, dễ hòa tan trong sơn, khi sản phụ mang thai dùng, ban đầu không có triệu chứng, dần dần cơ thể nóng, da sạm, vai sưng, đến một lúc nào đó sẽ đau bụng ra máu, đó là dấu hiệu độc đã ăn vào thai nhi, là dấu hiệu trưởng thành của độc. Nhưng đây chưa phải điều thú vị nhất. Nàng cười, điều thú vị nhất là dù như vậy, thai nhi vẫn bình yên. Dù đại phu khám cũng chỉ nghĩ là triệu chứng bình thường của sản phụ, thuốc an thai càng uống, độc càng sâu. Đến khi đủ tháng, sinh ra một đứa bé chết, sản phụ không sao. Vì vậy, độc này tên là nỗi lo của đứa bé. Nỗi lo của đứa bé. Không lạ khi nàng thấy lạ khi thấy triệu chứng của Bùi Vân Thư, vì từ lâu nàng đã nghe Vân Nương kể về độc này. Phương Tư thấy Lục Đồng vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng hỏi đại phu người biết đây là độc gì không biết phương tư vui mừng tốt quá làm ơn cứu vương phi một lúc không có tiếng trả lời bùi vân thư nhìn lục đồng im lặng lòng dần chìm xuống đại phu không có cách dài lục đồng nhẹ giọng nói độc này không có cách dài tượng đất trên tay nàng vẫn cười như thể qua nụ cười của tượng nhìn thấy nụ cười của vân nương nữ nhân nói ta chỉ làm độc không làm thuốc dài độc này khi vào cơ thể như mầm cây phát triển ký sinh vào thai nhi thuốc châm cứu không làm giảm độc tính như cây non chỉ có thể nhìn nó chết dần mà không làm gì được tiểu thập thất nàng cười hớn hở đây là ý nghĩa của việc làm độc đại phu bùi vân thư ngẩng đầu lên không quan tâm phương tư cản cố gắng quỷ xuống trước lục đồng Lục đồng vội bước lên, đưa tay đỡ, bị nàng nắm chặt tay. Bùi vân thư nắm chặt tay lục đồng, tay yếu ớt nhưng lại có sức mạnh vô cùng, nhìn lục đồng, ánh mắt đầy tuyệt vọng và van xin, giọng như nghẹn ngào. Đại phu, nàng khàn giọng nói, xin cứu con ta. Vương phi vương tư và kỳ ảnh kinh ngạc kêu lên. Bùi vân thư kiên quyết không đứng dậy, nhìn lục đồng, như nhìn vào tia hy vọng cuối cùng lục đồng giật mình nàng có thể thấy ánh sáng không tắt trong mắt bùi vân thư nàng nói về đứa bé chứ không phải bản thân không biết tại sao nàng đột nhiên nhớ lại lời của tiểu tư của kha thành hưng vạn phúc từng nói với nàng trong quán trà vạn phúc từng nói chị gái lục nhu trước khi chết đã phát hiện mình có thai nàng không biết lục nhu nghĩ gì khi biết mình có thai nhưng lúc này nàng như thấy bóng dáng của lục nhu trong bùi vân thư họ đều mang thai khi bị hãm hại, khác biệt là chị gái không đợi được người cứu mình, bị thu giữ bao vây, chết cô đơn trong nước lạnh. Nước mắt Bùi Vân Thư rơi xuống từng giọt, Phương Tư và Kỳ Ảnh an ủi, "Vương phi đừng khóc, đại phu sẽ đến ngay, chắc chắn sẽ có cách." Lục Đồng nhắm mắt lại. "Đừng mềm lòng. Không được mềm lòng. Phủ quận vương tình hình phức tạp, nàng là người ngoài không nên dính vào." Bùi Vân Thư nếu không sao, nàng đã nói Vương phi trúng độc, nhất định sẽ bị kẻ hạ độc hận. Nếu Bùi Vân Thư có chuyện, nàng chỉ là kẻ vô tội bị lôi vào, sẽ bị giận dữ cùng chết với Vương phi. Hơn nữa, nỗi lo của đứa bé vốn không có thuốc giải, Vân nương không bao giờ nói dối, nói không có thuốc giải thì chắc chắn không có. Bùi Vân Thư đã trúng độc lâu, dù sinh ra đứa bé, cũng đã bị ngấm độc chưa chắc sống được. Nàng còn mối thù chưa trả, không nên vì chuyện của người khác mà tự đặt mình vào nguy hiểm, phải giữ mạng để làm việc quan trọng hơn. Như vậy mới đúng, vốn dĩ nên như vậy. Bên tai là tiếng khóc tuyệt vọng và bất lực của Bùi Vân Thư, mang theo nỗi đau khó tả. Lục Đồng mở mắt, đột nhiên nói, không có ích gì. Tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Nàng lạnh lùng nói, như Vương Phi nói, trước đây đại phu đến nhiều lần, không phát hiện Vương Phi trúng độc, càng không thể giải độc. Hơn nữa, độc này không làm hại sản phụ, chỉ hại thai nhi, Vương Phi đã trúng độc lâu ngày, hôm nay ra máu, thực ra là dấu hiệu độc trưởng thành. Thuốc ăn thai uống càng nhiều, độc càng sâu, trái lại càng tệ. Bùi Vân Thư nhìn lục đồng, đại phu, người có cách đúng không? Lục đồng cúi mắt, Vết đen trên tay Bùi Vân Thư đã lan đến khuỷu tay, không bao lâu nữa, khi lan đến khớp, đứa bé sẽ không còn sống. Vân Nương nói độc này không có thuốc giải, là khi độc phát hoàn toàn không có giải, nhưng nếu trước khi độc hoàn toàn phát hiện, có thể có chút cơ hội. Đại phu, Bùi Vân Thư bò lên vài bước, nắm lấy chân váy của nàng, tư thế khổ sở, nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng rực, như nắm lấy hy vọng cuối cùng xin cứu con ta trong phòng im lặng hồi lâu khi ánh sáng trong mắt bùi vân thư dần tắt lục đồng lên tiếng có một cách có thể thử bùi vân thư mắt sáng lên lục đồng quay đầu nhìn nàng từng chữ một dục sinh trong phòng nhỏ mạnh tịch nhan đứng trước bàn hoa cắm từng cành hoa thu vào bình gốm xanh tỷ nữ bên cạnh vào báo người trong viện vương phi nói vương phi uống thuốc an thai giờ đã đỡ nhiều lục đại phu đang điều dưỡng chắc không sao mạnh tịch nhan cười nhẹ nhàng cầm kéo bạc bắt đầu tỉa cành thừa vừa nói vương phi quả nhiên phúc lớn mạng lớn lần nào cũng gặp nguy hóa lành tỳ nữ không dám nói cành thừa bị cắt sạch bình hoa trở nên cân đối có hồn mạnh tịch nhan nhìn một lúc cười hài lòng chướng ngại nên cắt bỏ sạch sẽ như đứa bé trong bụng bùi vân thư. Mạnh tịch nhan sắc mặt lạnh lùng. Độc nỗi lo của đứa bé là do biểu tỉ trong cung của nàng đưa. Khi bùi vân thư mới có thai, cả phủ quận vương vui mừng. Văn quận vương thường lạnh nhạt với bùi vân thư cũng bất ngờ quan tâm, ngay cả hạ nhân cũng nịnh bợ bùi vân thư. Mạnh tịch nhan rất hận và lo lắng cho tương lai. Nếu bùi vân thư sinh con trai, tương lai sẽ là thế tử của phủ vương gia. Sau này con nàng dù có sinh cũng bị lép vế, dù nàng có được sủng ái cũng chỉ là chắc phi. người vợ chính như bùi vân thư chắc chắn sẽ được mẹ nhờ con mà quý. biểu tỷ trong công nhìn thấy nàng lo lắng hỏi chuyện. mạnh tịch nhan kể hết nỗi lo, biểu tỷ nghe xong cười. ta tưởng chuyện gì mà làm ngươi lo lắng đến thế, chỉ là có thai thôi trong cung bao nhiêu phi tần mang thai, nhưng mấy người sinh ra được, dù sinh ra, có mấy người sống được. Chuyện còn chưa chắc chắn, sao ngươi lại tự làm mình sợ? Mạnh Tịch Nhan giận dữ, nương nương không biết, ta muốn ra tay nhưng Bùi Vân Thư cẩn thận, không có cơ hội. Hơn nữa, nàng là con gái của phủ Tương Ninh, nếu có chuyện gì, sợ không dễ giải quyết. Nàng dò hỏi, nương nương có thể chỉ cho ta một con đường biểu tỷ cần gia tộc giúp đỡ văn quận vương sùng ái nàng phủ quận vương sẽ đứng về phía biểu tỷ là một sự trợ giúp biểu tỷ không nói nhìn nàng một lúc như đánh giá nàng có đáng để mạo hiểm mạnh tịch nhan lo lắng cho đến khi nghe biểu tỷ cười khẽ nàng nói có đường nhưng phải xem ngươi dám không biểu tỷ đưa một gói thuốc tả váy gấm của nàng quét qua thảm mềm trong biện ánh sáng phản chiếu từ váy như tia sáng mặt trời, giọng nói êm ái như gió xuân. Độc này tên là nỗi lo của đứa bé, vốn là cấm dược trong cung. Khi tiên hoàng tại vị, có phi tần dùng độc này để mưu hại hoàng tử bị phát hiện, sau đó cấm thuốc này. Thuốc này không màu không mùi, dễ hòa tan trong sơn. Khi sản phụ mang thai dùng, ban đầu không có triệu chứng, dần dần cơ thể nóng, da sạm, vai sưng đến một lúc nào đó sẽ đau bụng ra máu nhưng dù vậy thai nhi vẫn bình yên dù đại phu khám cũng chỉ nghĩ là triệu chứng bình thường của sản phụ thuốc an thai càng uống độc càng sâu đến khi đủ tháng sinh ra một đứa bé chết sản phụ không sao độc này không hại sản phụ chỉ hại thai nhi nên gọi là nỗi lo của đứa bé mạnh tịch nhan nhìn gói thuốc đột nhiên rụt tay lại biểu tỷ không để ý, cười, nỗi lo của đứa bé giờ đã hiếm. Nhưng vì ta có quan hệ với ngự dược viện mới biết chuyện này. Thuốc này ta không dám dùng trong cung, nhưng ngươi có thể thử. Nàng nhẹ giọng bên tay mạnh tịch nhan, sùng thiếp của tuyên nghĩa lang chính là vì dùng độc này mà sinh ra đứa bé chết. Nghe câu cuối, mạnh tịch nhan giật mình. Nàng biết sùng thiếp của tuyên nghĩa lang, đàn hay rất được sủng ái. Khi mới vào phủ có thai, Tuyên Nghĩa Lang chăm sóc rất kỹ, ai ngờ đến lúc sinh, đứa bé không sống. Tiểu Thiếp sau đó vì cú sốc, bệnh không dậy nổi, không lâu sau chết. Phu nhân của Tuyên Nghĩa Lang thì hiền lành, không ngờ là độc thủ. Nghĩ đến phu nhân hiền lành của Tuyên Nghĩa Lang, Mạnh Tịch Nhan không khỏi lạnh sống lưng. Nàng biết Tuyên Nghĩa Lang khi sủng Thiếp có thai, dù có chút đau đầu hay cảm mạo đều mời đại phu. Ngay cả đại phu ngự y viện cũng không phát hiện, đến khi tiểu thiếp chết, chỉ coi là thai không khỏe. Nếu dùng thuốc này với bùi vân thư, có thể không tiếng không động mà hại đứa bé. Mạnh tịch nhan không thể không động lòng. Vì vậy nàng nhận ý tốt của biểu tỷ. Dù trực tiếp hại bùi vân thư, quá rõ ràng. Nhưng nếu bùi vân thư sống, đến ngày sinh, sinh ra đứa bé không sống thì không thể đổ lỗi cho ai những triệu chứng trước kia trở thành chứng cứ rằng thai của bùi vân thư không khỏe nếu bùi vân thư vì vậy mà buồn bã chết thì càng tốt mạnh tịch nhan cắt thêm vài nhánh lá cho đến khi không còn gì sai mới đặt kéo lại đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi đại phu đã khám cho bùi vân thư chưa bùi vân thư đã đau bụng hơn một giờ đại phu ngự y viện chắc đã đến như biểu tỷ nói mỗi lần bùi vân thư có chốt không khỏe đại phu đến khám đều chỉ nói là triệu chứng bình thường của sản phụ uống vài thang thuốc ăn thai là được lúc đầu mạnh tịch nhan cũng lo lắng sợ đại phu phát hiện gì đó nhưng vài tháng qua không ai phát hiện nàng dần yên tâm biểu tỷ không lừa nàng cấm dược này thực sự ít người biết tỷ nữ nhẹ giọng báo Vương Y Quan vừa đến, nhưng bị kỳ ảnh của Vương phi đuổi về. Nói là Vương phi đã đỡ nhiều, đang nghỉ ngơi. Vương Y Quan có chút không vui khi rời đi. Mạnh Tịch Nhan dừng lại, Bùi Vân Thư không muốn gặp đại phu. Đúng vậy, chắc vì Lục đại phu đã ổn định tình hình. Mạnh Tịch Nhan sắc mặt nghi ngờ. Bùi Vân Thư từ khi có thai, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đứa bé có chuyện thậm chí mỗi lần mời đại phu, đều mời đại phu khác nhau, để tránh bị mua chuộc. Còn bà mụ mà nàng mời, cũng là người có quan hệ với nhà mẹ, chứng tỏ đã chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay Bùi Vân Thư đau bụng, mời lục đại phu vì chuyện xảy ra đột ngột, dù giờ Bùi Vân Thư không sao, nhưng đại phu ngự y Việt đã đến cửa, Bùi Vân Thư bỏ qua đại phu, lại tin một đại phu vô danh, không phải là lạ sao? có lẽ vì làm chuyện xấu, Mạnh Tịch Nhan không khỏi nghi ngờ mọi hành động bất thường của Bùi Vân Thư. Nàng suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Lục đại phu sau khi gặp Bùi Vân Thư, có làm gì không?" Tỷ nữ nghĩ một lúc, đáp: "Lục đại phu khám cho Vương phi, sau đó nói không có gì nghiêm trọng, chỉ yêu cầu người bên cạnh đi mua thuốc an thai ở hiệu thuốc gần đó." Chỉ mua thuốc an thai, không có gì lạ. Nhưng thuốc an thai mạnh tịch nhan sắc mặt trở nên khó coi. Thuốc ăn thai trong phủ không thiếu, phòng bếp của Bùi Vân Thư cũng có, hơn nữa khi mới đau bụng đã uống một thang, sao lại phải ra ngoài mua? Chẳng lẽ, Lục Đại Phu phát hiện gì sao? Ý nghĩ này khiến mạnh tịch nhan lập tức lắc đầu, không thể nào, chỉ là một đại phu nhỏ, không có kinh nghiệm, làm sao biết được cấm dược đã mất từ lâu. Lục Đồng không thể giỏi hơn đại phu ngự y viện, nhưng không hiểu sao, lòng nàng vẫn cảm thấy bất an, như có gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát, không ngừng phát triển theo hướng nàng không muốn. Lục Đồng vẫn ở trong phòng của Bùi Vân Thư chưa ra, lúc này nàng vì tránh nghi ngờ, không thể trực tiếp tìm Lục Đồng. Hơn nữa đây chỉ là suy đoán, có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Vậy, Mạnh Tịch Nhan do dự một lúc, dặn dò tỷ nữ, "Ngươi tìm người đến hiệu thuốc mà Lục Đồng vừa mua thuốc." hỏi xem nàng đã mua gì. Phải nhanh, chương 89, chúng độc. Tiếng kêu nghẹn ngào của tỷ nữ vang vọng trong đình viện, sắc mặt mạnh tịch nhan biến đổi. Lục đồng ngạc nhiên nhìn tỷ nữ trên mặt đất. Không ngờ hôm nay tại phủ vương gia, không thấy vương phi chủ trì, hóa ra là do vương phi đang mang thai, không tiện xuất hiện. Nhưng tại sao lại đột một động thai? Trước mặt các nữ nhân quý tộc, mạnh tịch nhan khẽ quát. Người hầu chăm sóc vương phi kiểu gì vậy? Sao lại động thai, đã mời đại phu chưa? Tỳ nữ nghẹn ngào đáp, người trong phòng vương phi nói, sáng nay vương phi vẫn ổn, nhưng vừa rồi vương phi cảm thấy khó chịu trong dạ dày, ban đầu tưởng là buồn nôn, không ngờ lát sau đau bụng dữ rồi. Người trong viện mới hoảng sợ. Tỳ nữ ngừng một chút, rồi tiếp tục, đã gửi thiếp mời đại phu, nhưng hiện giờ vương phi đau quá, đại phu đến còn lâu. Phu nhân, xin người mau đi xem Vương phi. Hôm nay hoàng đế thiết yến, Văn Quận Vương cũng vào cung, Vương phi gặp chuyện, cả phủ chỉ có Mạnh Tịch Nhan là chủ sự. Mạnh Tịch Nhan vẻ mặt khó xử, chốc lát sau, nhìn các nữ nhân trong đình viện, thật xấu hổ, các vị, Vương phi đột nhiên bệnh nặng, ta phải đi xem. Liên quan đến tính mạng, đương nhiên không thể tiếp tục tiệc tùng, các nữ nhân quý tộc đều thông cảm thúc giục mạnh tịch Nhan nhanh chóng đi xem Vương phi. Một phu nhân mặt tròn liếc nhìn Lục Đồng đứng bên cạnh đồng phu nhân, bỗng linh cảm lóe lên, nói: "Vị Lục đại phu này không phải thông hiểu y lý sao? Giờ đại phu chưa đến, chi bằng để Lục đại phu xem qua Vương phi, tránh chậm trễ." Nghe vậy, đồng phu nhân chợt lo lắng. Trong gia đình quyền quý, những chuyện rắc rối này không ít lần bà đã chứng kiến. Gặp chuyện như vậy, tốt nhất là giữ mình ngây thơ dính vào một sơ suất có thể mất mạng các phu nhân xung quanh không biết mối quan hệ giữa lục đồng và bùi vân ảnh không do dự đề xuất nếu lục đồng gặp rắc rối với họ chỉ là một nữ đại phu bình thường không đáng bận tâm đồng phu nhân không muốn lục đồng vô tình vướng vào rắc rối này sợ liên lụy đến mình nhưng các phu nhân đã thúc giục muốn thể hiện lòng thành với phủ vương gia dù sao lục đại phu cũng là đại phu hiểu biết y lý để lục đại phu xem qua đại phu có thể làm ra loại thuốc kỳ diệu y thuật chắc chắn giỏi giờ tình thế cấp bách lục đại phu có thể giúp ích đây là phu nhân của ngự sử nói đồng phu nhân nghe những lời xung quanh tức giận đến đau đầu những người này không lo cho mình nghĩ đến việc giúp người khác đồng phu nhân muốn nói thay cho lục đồng nhưng lục đồng kéo nhẹ tay áo bà khẽ lắc đầu hôm nay nàng muốn đi cũng không được Bất kể vương phi động thai do đâu, giờ trước mắt bao người, đồng phu nhân vừa khen ngợi y thuật của nàng, nếu nàng từ chối, y thuật bị nghi ngờ, sẽ khó khăn trong việc tiếp cận quý nhân, tiếp cận phủ tướng sư sau này. Lục Đồng nhìn Mạnh Tịch Nhan, nhẹ nhàng nói, "Vâng, phu nhân." Mạnh Tịch Nhan dẫn Lục Đồng và ngân tranh đến trước viện của vương phi, rồi không tiến vào. Viện này nằm ở góc khuất nhất của phủ vương gia so với vườn tầm phương yên tĩnh lạnh lẽo hơn nhiều trong sân không có một bóng người mạnh tịch nhan đứng trước cửa khẽ cau mày vương phi không thích ta vào viện của nàng giờ vương phi đang khó chịu thấy ta lại càng không thoải mái nàng nhìn lục đồng cười có vẻ gượng gạo hơn nữa ta nhát gan không chịu nổi cảnh này lục đại phu nhanh vào xem lục đồng làm như không thấy sự né tránh của nàng không nói gì cùng ngân tranh bước đến cửa, nhẹ gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói cảnh giác, ai đó. Tỷ nữ bên cạnh mạnh tịch nhan bước lên, nói qua cửa, là đại phu của y quán Tây Nhai, hôm nay đến phủ đưa thuốc. Đại phu và bà mụ chưa đến, phu nhân đặc biệt gọi lục đại phu đến xem vương phi. Chốc lát, bên trong vang lên giọng yếu ớt. Để nàng vào đi, cửa két mở một nửa, lục đồng và ngân tranh bước vào vừa vào đã ngửi thấy mùi tanh nồng. Một tỷ nữ cao lớn đứng gần cửa, nhìn lục đồng đầy cảnh giác, ngập ngừng một chút rồi đóng cửa lại, quay lại nói, đi theo ta. Ngân tranh ở lại cửa, lục đồng theo tỷ nữ vào trong. Phòng ngủ rất rộng rãi, phía trước đặt một bình hoa cắm đầy hoa quế, cạnh đó là một chiếc đàn cổ phủ vải mỏng màu xanh nhạt. Trên giá sách treo một bức tranh thủy mặc, trên bàn bầy bộ ấm chén cổ men xanh, đồ vật không nhiều, trông thanh nhã sạch sẽ. Tỷ nữ dẫn lục đồng đến trước giường, trên giường có một tỷ nữ áo xanh khác, thấy lục đồng đến, vén màn lên, gấp gáp nói, đại phu nhanh xem. Lục đồng đến gần giường. Trên giường, một nữ nhân trẻ tuổi mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa trên trán, thấm ướt gối lụa. Nàng có nét đẹp, giống bùi vân ảnh sáu bảy phần, nhưng ngũ quan lại mềm mại hơn. Lục đồng trong lòng động nhẹ, đây chính là vương phi của phủ vương gia, con gái trưởng của phủ Tương Ninh, Bùi Vân Thư. Nghe thấy động tĩnh, Bùi Vân Thư mở mắt đầy mồ hôi, nhìn Lục Đồng, giọng rất yếu ớt. "Đại phu, ta, ta đã đỡ rồi." Lục Đồng cau mày, trong phòng rõ ràng cắm nhiều hoa quế tươi, nhưng vẫn có mùi máu tanh nồng nặc. Nàng đưa tay vén tấm chăn lụa màu xanh ngọc ra, đồng tử co lại. Dưới người nữ nhân này một vết máu đỏ tươi loang trên chăn, như một bông hoa nhuộm màu đỏ. Sao lại chảy máu? Tỷ nữ xanh gấp gáp nói, đại phu, phu nhân chúng ta sáng nay vẫn khỏe, vừa rồi bỗng thấy khó chịu ở bụng, sau đó chảy máu. Giờ máu đã ngừng, đã uống thuốc an thai, phu nhân cũng đỡ đau, trông có vẻ không sao. Chảy máu. Lục đồng hỏi, có va chạm hay ai đó kích thích không? Tỷ nữ lắc đầu. Lục đồng nhíu mày không có dấu hiệu gì mà động thai lại chảy máu tuy có triệu chứng đau bụng nhưng đã ngừng từ đây có vẻ tình hình không nghiêm trọng như đã nói khi ở tô nam nàng từng thấy bà mụ đỡ đẻ nhưng đó là sinh nở tự nhiên còn hiện giờ cách ngày sinh của vương phi còn hai tháng chưa phải lúc hơn nữa vương phi tuy mặt khó coi nhưng không có dấu hiệu xảy thai theo sách y nên an thai trước tỷ nữ cao lớn đứng sau lục đồng chằm chằm theo dõi từng cử động của nàng, giọng cũng đầy cảnh cáo. Phủ đã gửi tiếp mời đại phu của viện y, bà mụ cũng đang trên đường tới, vương phi thân thể quý giá, đại phu nhớ nhẹ tay. Đây là không tin nàng. Lục đồng không nói gì, đưa tay bắt mạch cho vương phi. Bùi vân thư mạch đập bình ổn, dường như cơn đau bụng vừa rồi không ảnh hưởng nhiều đến nàng. Hai tỷ nữ cẩn thận thay chân cho nàng, Bùi Vân Thư vẻ mặt vẫn yếu ớt, nhưng so với khi Lục Đồng vào đã bình tĩnh hơn chút. Tỷ nữ xanh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ thuốc ăn thai đã có hiệu quả. Vương Phi giờ còn đau không? Bùi Vân Thư nhẹ giọng, không đau nữa. Lục Đồng có chút suy tư. Lúc nãy người báo tin nói tình hình nguy cấp, vừa thấy máu vừa đau bụng, nhưng giờ nàng chưa làm gì đã dừng lại, mạch đập cũng ổn định. Có vẻ nàng không cần làm gì chỉ đợi đại phu của viện y đến là xong. Điều này với nàng là tốt nhất, nhưng lục đồng vẫn thấy điều gì đó không rõ ràng, tại sao lại đột ngột đau bụng ra máu. Tỷ nữ đặt một cái đệm mềm sau lưng bùi vân thư, bùi vân thư nhìn lục đồng, giọng run rẩy vì lo lắng, đại phu, đưa bé trong bụng ta. Không sao, vương phi đừng lo, lục đồng nhận khăn tỷ nữ đưa, lau mồ hôi trên cổ nàng, chợt động tác dừng lại vai và cổ bùi vân thư có vẻ hơi sưng nếu nàng béo phì điều này dễ bị bỏ qua nhưng bùi vân thư gầy dù có thai trông vẫn mảnh mai cổ dài mảnh nên sự sưng này dễ bị lục đồng nhận ra nàng đưa tay nhẹ nhàng ấn vào chỗ sưng bùi vân thư kêu lên ối tại sao cô làm vậy tỷ nữ cao lớn đẩy tay lục đồng ra giận dữ nhìn nàng đừng làm vậy Bùi Vân Thư nhẹ nhàng trách mắng, nhìn lục đồng, xin lỗi, đại phu, tỷ nữ của ta tính tình nóng này, đừng để bụng. Lục đồng lắc đầu, không để ý lời tỷ nữ, chỉ chạm vào chỗ sưng, Vương Phi không thấy chỗ này sưng sao. Chỗ này, Bùi Vân Thư theo tay lục đồng chạm vào, do dự, chỗ này trước đã có, đã mời đại phu xem qua, nói là do thai kỳ, cơ thể sưng bùi là chuyện thường, bảo ta không cần lo. Đại phu, có gì không đúng? Trong thai kỳ, cơ thể bà bầu sưng bùi là bình thường, các đại phu của viện y không phát hiện gì, nên không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lục đồng cảm thấy có điều gì đó bị bỏ qua. Bùi vân thư dựa vào đệm mềm, uống vài ngụm canh nóng do tỷ nữ đốt, mặt hồng hào lên, thậm chí cố cười với lục đồng, như muốn làm dịu không khí nặng nề, chủ động nói chuyện với nàng. Không chỉ sưng bùi, trong thai kỳ, Ta còn hay thấy nóng, đổ mồ hôi, dù đã vào thu vẫn không muốn mặc thêm áo. Đại phu dặn ta đừng để lạnh, nhưng ta vẫn thấy nóng, da cũng sạm đi nhiều. Điều này đúng là có thể xảy ra trong thai kỳ. Khoảng nửa tháng trước, bụng ta còn nổi mẩn ngứa, rất ngứa, không dám gãi. Đại phu cho một ít thảo dược nấu lên rửa, phải nửa tháng mới khỏi. Bùi Vân Thư nói một lúc, không thấy Lục Đồng đáp, lo lắng nhìn nàng. Đại phu, Lục Đồng nắm chặt khăn, vai sưng, nóng, đổ mồ hôi, da sạm, bụng nổi mẩn, đau bụng ra máu. Nếu nhìn riêng từng triệu chứng, đúng là có thể xảy ra trong thai kỳ, nhưng tất cả xảy ra cùng lúc. Nàng không nói gì, đột ngột đứng dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhanh chóng bước đến bàn, mở hộp thuốc, lấy ra một cuộn vải nhung đựng kim. Chưa kịp ai phản ứng, Nàng đã nhanh chóng đến bên Bùi Vân Thư, cầm tay nàng, châm kim vào. Động tác quá nhanh, Bùi Vân Thư theo bản năng kêu lên. Tỷ nữ giận dữ, dừng tay, đẩy nàng mạnh. Lục Đồng bị đẩy mạnh, suýt đổ vào tủ bên cạnh, bút giá trên tủ rơi xuống, làm người bên ngoài lo lắng. Ngân Tranh chạy vào, "Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì vậy?" Lục Đồng không nói, chằm chằm nhìn tay Bùi Vân Thư. Tỷ nữ theo ánh mắt nàng, mắt trợn lên. Cổ tay trắng ngọc của Bùi Vân Thư, chỗ kim châm, nhanh chóng hiện lên một vết màu đen. Nói là vết máu cũng không đúng, rõ ràng là một vết tím, như một con sâu độc ẩn núp, bất ngờ lộ ra hình dạng ghê tởm. Bùi Vân Thư cúi đầu, hoảng hốt nhìn vết tím trên cổ tay, giọng run rẩy. Đây là gì? Ngoài sân, bên hồ, Mạnh Tịch Nhan dựa vào lan can, lờ đãng ném thức ăn cho cá. Tiệc trung thu đã tan, chủ mẫu của phủ xảy ra chuyện, nàng là phu nhân không thể tiếp tục chủ trì tiệc tùng, ngày mai cả kinh thành sẽ đồn rằng nàng vô tình. Có chuyện, riêng tư là một chuyện, trước mặt người ngoài, luôn phải giữ vẻ ngoài. Tỷ nữ cúi đầu, thì thầm, phu nhân, họ vẫn ở trong phòng vương phi. Mạnh tịch nhan cười nhạt, ô, nàng cười nhẹ, có vẻ như vị đại phu mới này thật sự có chút gan giả. Hôm nay Bùi Vân Thư đột nhiên phát bệnh, vốn định mời đại phu và bà mụ đến xem, ai ngờ trong phủ có đại phu gửi thuốc. Bùi Vân Thư cần người xem gấp, các nữ nhân quý tộc đẩy nàng lên, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, để lục đồng xem Bùi Vân Thư, cũng để tỏ ra nàng quan tâm đến Vương Phi. Tỷ nữ lo lắng, phu nhân, đại phu đó dù sao cũng là người ngoài, vào gặp Vương Phi liệu có ổn không? Không ổn, có gì không ổn, Mạnh Tịch Nhan thản nhiên ném thức ăn cho cá, nhìn những con cá tranh giành thức ăn, cười. Người ngoài mới tốt, người ngoài càng tốt cho chúng ta vô can. Thật trùng hợp, Bùi Vân Thư bệnh ngay hôm nay, Văn Quận Vương vào cung, phủ chỉ con nàng là phu nhân. Nếu Bùi Vân Thư xảy ra chuyện, dù không có chứng cứ, người ngoài vẫn đồn thổi, trách nàng không quan tâm. Nhưng Trung Thu hầu hết các đại phu nghỉ ngơi, đến ngay được cũng phải mất thời gian. Còn bà mụ, Bùi Vân Thư cẩn thận chọn người đáng tin, chờ đến ngày sinh hai tháng nữa, giờ tìm người cũng không dễ. Như vậy, vị đại phu tên lục này xuất hiện thật đúng lúc. Đã là ngẫu nhiên, lại là đại phu quen biết của phu nhân phủ thái phó, không liên quan đến nàng. Tỷ nữ vẫn lo lắng, đại phu đó liệu có phát hiện gì không? Mạnh tịch nhan lạnh lùng nhìn nàng, tỳ nữ run lên vội vàng xin lỗi nô tỳ nói bậy phu nhân đừng để bụng mạnh tịch nhan hư một tiếng tiếp tục ném thức ăn cho cá thức ăn từ ngón tay sơn móng tay đỏ rơi xuống như những hạt ngọc đen thuốc trong cung các đại phu viện y không phát hiện gì các đại phu bùi vân thư mời cũng chưa thấy gì một đại phu của y quán có thể thấy gì nàng ngẩng cao đầu bông hồng ngọc đỏ trên tóc nàng đỏ như máu làm khuôn mặt nàng thêm phần quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, nói ra lời lạnh lùng. Bùi vân thư hôm nay không xảy ra chuyện thì thôi, xảy ra chuyện, nàng cũng không thoát được, có khi còn phải chôn cùng. Dù sao, được chôn cùng tiểu thế tử của phủ vương gia, với người như nàng, cũng là vinh dự. Nói xong, như thấy điều hài hước, mạnh tịch nhan che miệng cười khẽ. Tỷ nữ không dám lên tiếng. Mạnh tịch nhan cười một lúc, mới thu lại nụ cười, ném một ít thức ăn cho cá vào hồ. Đàn cá tranh nhau nổi lên, tranh giành thức ăn từ tay nàng. Mạnh tịch nhan thích thú nhìn, hai giọt ngọc san hô bên tay nàng đỏ như máu. Là tiểu thư của phủ thiếu phủ giám, từ nhỏ nhan sắc, tài năng không thua kém bùi vân thư, chỉ vì bùi vân thư có phụ thân là phủ tương ninh, hai người cùng vào phủ, bùi vân thư làm chính phi, nàng chỉ là chắc phi. Chắc phi chẳng phải là thiếp sao? Bùi Vân Thư lạnh lùng kiêu ngạo, không biết lấy lòng, vào phủ không lâu đã bị Văn Quận Vương chán ghét. Còn nàng làm chắc phi, được Văn Quận Vương yêu thích, trong phủ, địa vị không thua kém Bùi Vân Thư. Mạnh tịch nhan vốn hài lòng với hiện tại, cho đến khi Bùi Vân Thư có thai. Bùi Vân Thư có thai, nếu sinh con trai, tương lai sẽ là thế tử của phủ vương gia. Trước vị quận vương, vẫn sẽ rơi vào con trai bùi vân thư còn con nàng sẽ mãi mang danh con của thiếp vì vậy đứa con trong bục bùi vân thư không thể giữ lại mạnh tịch nhan phề nhẹ tay thức ăn cuối cùng rơi xuống nàng cúi đầu trên mặt hồ phản chiếu khuôn mặt nàng nàng nhìn một lúc rồi mỉm cười phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn